Được rồi. Như vậy là ở cái phần mà phần liên quan đến cái cơ sở dữ liệu của sách giáo khoa thì một thì nó có hai phần nhé, các bạn chú ý nó có hai phần. Cái phần đầu ấy là cái phần lý thuyết hoàn toàn. Cái phần lý thuyết hoàn toàn thì cái phần đó thì có thể là dạy gần như là nôm na là dạy chay đấy, dạy chay, có thể để mua một chút trên trên cái trên trên trên, trên ứng dụng. Nhưng mà có thể dạy chay hoàn toàn. Thì đó là phần nhất. Cái phần thứ hai mới là cái phần mà thực hành cụ thể trên cái một cơ sở, một cái hệ quản trị cơ sở dữ liệu cụ thể ấy. Thì trong sách giáo khoa của cơ đồ trí thức ấy, thì thầy Hải viết ấy là dùng cái MySQL. Nhưng mà chúng ta thì có hai phần riêng biệt nhé. Phần đầu là lý thuyết hoàn toàn, lý thuyết hoàn toàn có thể dạy chay, có thể dạy chay, không cần thiết phải 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 là phải là phải là thực hành. Và cái phần thứ hai là phần thực hành, nhưng cũng có cả phần lý thuyết thực hành và làm trên một cái ứng dụng cụ thể, làm trên một cái hệ phần mềm cụ thể, đó chính là MySQL. Như vậy là trước sau chúng ta vẫn phải cài cái MySQL. Thì tôi ở đây tôi không nói lại cái phần cài đặt thứ nhất, các bạn coi như cài đặt xong rồi. Vừa rồi tôi thấy các bạn là rất nhiều người còn bỡ ngỡ là cài đặt vẫn chưa xong, thì các bạn có thể hỏi thầy Hải kỹ hơn về cách cài đặt này. Nhưng mà khi cài đặt xong rồi thì nó sẽ chạy liên tục ở trong chương trình và chúng ta không cần phải cài lại nữa. Thì tôi nhắc lại này, khi mà cài xong rồi thì chúng ta có cái bản SQL, MySQL Server, nó cài sẵn và nó chạy như một cái dịch vụ, như một cái service ở trong chương trình, trong trong hệ điều hành. Và khi đó chúng ta sẽ để tôi khi đó chúng ta sẽ vào cho ta kiểm tra một chút chỗ này nhé. Đây chúng ta vào kiểm tra một chút thôi là chúng ta sẽ thấy ngay. Đâu rồi? Đấy. Chúng ta vào cái service này thì máy tính nó sẽ hiện ra tất cả các cái chương trình chạy ngầm ở trong 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 Windows. Thì nó có chúng ta kiểm tra xem là cái chúng ta kiểm tra xem là cái để tôi một chút tôi đóng lại này. À, xem là cái MySQL nó đã chạy chưa. Đây đây đây. Chúng ta kéo xuống chúng ta tìm cái MySQL. Đây. Đấy, thì chúng ta kiểm tra xem nó có hay không, không có cái này. Và kiểm tra xem nó running chưa. Running rồi là xong. Thì coi như đã là chạy rồi, thì cái này luôn để cho nó chạy trong phần mềm, chạy ngầm nhé, bắt buộc phải kiểm tra cái này nhé. Nhiều nhiều người là cài đặt xong rồi nhưng mà không đặt chế độ chạy, không chạy nhưng mà là không sẽ không không thực hành được. Đấy, chúng ta chú ý chỗ này nhé. Đó, thì khi mà cài đặt xong cái MySQL cũng chạy rồi thì chúng ta chú ý là như sau. Chúng ta cũng phải cần cái chúng ta cũng phải cần cái gì, chúng ta cũng phải cần cái trình gọi là trình client, client tức là phần cái phần phần phần, phần mềm khách ấy. Để chúng ta từ phần mềm khách chúng ta truy cập vào phần mềm chủ thông qua cái ngôn ngữ SQL. Thì phần mềm khách thì như sau nhé. Khi mà cài đặt MySQL thì nó có sẵn cái link này. Đây là cái link nó có sẵn nhé, có sẵn của MySQL 8.0. Chúng ta có thể dùng ngay cái này. Nhưng mà cái này là cái bản mà trên màn hình đen trắng ấy, nó hơi bị xấu, hơi khó nhìn. Thì chúng ta có thể cài đặt phần mềm client khác, thì theo chương trình, theo sách giáo khoa chúng ta cài đặt cái phần mềm là HD SQL, phần mềm này này. Đó là bộ phần mềm nhé, rất là hay. Hai là có thể dùng cái bản khác, thực dụng rất hay, là bản nó gọi là MySQL Workbench. Đây là phần mềm client của riêng MySQL. Thì chúng ta có thể dùng một trong hai cái này nhé. Đó. Thì theo sách giáo khoa dùng cái này. Hai này theo tôi là dùng như nhau hoàn toàn nhé, như nhau hoàn toàn, không có gì khác cả, dùng cái nào cũng được. Thậm chí các bạn cái bản này này nó còn có cái mặt mạnh hơn là cái bản này. Cái bản này có cái mặt mạnh là nó có cái giao diện, có cái giao diện màn hình, giao diện đồ họa để chúng ta có thể tạo những cái bảng, tạo những cái bảng giống như là Access. Đấy. Thì cũng có hay của nó, nhưng mà theo tôi thì cái phần tạo bảng đó thì theo tôi không không phải là thực chất của cái phần kiến thức này là phải dùng SQL để chúng ta tạo bảng. Được rồi, thì bây giờ chúng ta sẽ đi vào phần hôm nay tôi trình bày các bạn nhé. Đây, thì hôm nay tôi muốn trình bày nhanh các bạn những cái ý sau đây này. Đấy. Đây là những ý mà theo tôi là đó là những kiến thức mặc dù rất đơn giản thôi nhưng mà nó là cái phần là giống sách giáo khoa và mở rộng hơn của sách giáo khoa một chút để chúng ta có cái nhìn tổng thể của cái phần chương trình
phần liên quan đến cơ sở dữ liệu của sách giáo khoa tin 11. Thì phần thứ nhất ý nghĩa nhất là cái mạch tư duy về như sau: từ bài toán quản lý thực tế. Luôn luôn khi mà làm việc với cơ sở dữ liệu ấy, thì chúng ta luôn luôn là bắt đầu từ một bài toán quản lý thực tế, chứ không bao giờ chúng ta đi ngược lại bao giờ. Đấy, tất cả những ví dụ, tất cả cho chúng ta học, tất cả những cái lệnh SQL, tất cả những cái khái niệm, những cái định nghĩa liên quan cơ sở dữ liệu là bắt buộc phải bắt đầu từ một bài toán quản lý thực tế. Cái phần này phần rất quan trọng này. Phần này là phần mà theo tôi là ngay cả trong sách giáo khoa, ngay cả khi mà truyền đạt kiến thức ấy, thì không phải cái thầy giáo nào cũng nhấn mạnh là cái ý này. Theo tôi là như vậy, vì người hậu họ bỏ qua, họ nghĩ là cái này là đương nhiên, nhưng mà theo tôi thì nó lại cũng là rất quan trọng, luôn phải nhắc đến. Nhưng là từ bài toán quản lý thực tế dẫn đến cái việc là ta phải tạo phần mềm, tạo cơ sở dữ liệu để mà lưu dữ liệu để hỗ trợ cho bài toán quản lý đó. Như vậy là không có khái niệm là một cơ sở dữ liệu chung chung, mà cơ sở dữ liệu là phải xuất phát từ một bài toán quản lý thực tế. Các bạn chú ý nhé, chỗ này là chỗ rất quan trọng đấy. Tiếp theo là từ cái khái niệm cơ sở dữ liệu này, chúng ta nó là thuần túy, nó chỉ là các cái tệp dữ liệu thôi. Bây giờ chúng ta muốn phát triển thành một cái phần mềm ấy, thành một cái ứng dụng cụ thể, chúng ta đã phải sử dụng một cái phần mềm gọi là hệ quản trị cơ sở dữ liệu. Thì hệ quản trị cơ sở dữ liệu là cái phần mềm nó cho phép chúng ta là tạo cơ sở dữ liệu, cho phép chúng ta là lập trình, cho phép chúng ta là tạo ra những cái ứng dụng cụ thể chi tiết. Có khái niệm là quản lý người dùng, cũng có khái niệm là gán quyền, phân quyền, vân vân, để mà làm việc trên cơ sở dữ liệu này. Đấy, thì cái cơ sở dữ liệu này là một khái niệm mà chung chung thôi, nhưng mà nó cũng rất là quan trọng, dù nó rất ít thôi, nó không có nhiều, mà chúng ta cũng không nên đi quá sâu vào cái phần này, chỉ biết như vậy thôi. Thì hệ cơ sở dữ liệu này của chúng ta thì có rất nhiều cái hệ khác nhau nhé. Tôi để trên nó trên nhanh chỗ này để các bạn thấy nhé. Riêng cái hệ này là nó có rất nhiều những cái hệ khác nhau, nhưng mà chúng ta chỉ học một thứ thôi. Dựa phần này có những cái này như là Access là một cái hệ đó này, chúng ta phải cụ thể nhé. Hay là MySQL này, MySQL là cái thứ hai này. Cái thứ ba là SQL Server của Microsoft này, đấy. Hay là Oracle. Đây, tất cả cái này nó đều là các cái hệ quản trị cơ sở dữ liệu. Đấy, được chưa? Thì trong sách giáo khoa cũ 12 thì học cái này, và cũng ở trong cuốn sách, trong cái bộ sách kết nối cái cánh diều thì có dạy theo Access. Còn chúng ta, tức là cái nhóm cơ trí thức ấy, thì dạy theo cái MySQL này. Thế cái nào cũng được thôi mà, thế nào không? Nhưng MySQL này nó rõ ràng hơn, về mặt nó có vẻ nó chuẩn xác hơn, và nó đúng là dùng SQL rất dễ dàng. Tiếp theo là khi mà chúng ta đã có cái cơ sở dữ liệu rồi, chúng ta phải tạo ra một ứng dụng cụ thể. Đó, thì ứng dụng cụ thể đó chính là cái này là ứng dụng cụ thể chi tiết đấy. Nó gồm có là bao gồm cả phần ứng dụng, cả phần người dùng, cả phần các cái cả phần cái cơ sở dữ liệu là như thế nào. Nhưng mà cái này là ứng dụng cụ thể, cho một cái bài toán. Mà đây xuất phát từ bài toán chúng ta dẫn đến cái chuyện là gì, dẫn đến cái chuyện là ta phải tạo ra một hệ cơ sở dữ liệu, một cái ứng dụng cụ thể của chúng ta. Đó là phần thứ nhất nhé. Phần thứ hai là khái niệm cơ sở dữ liệu quan hệ. Đấy, thì tôi sẽ nói sau. Phần thứ ba là mô hình quan hệ, tức là chính là cái là bảng cột, bảng hàng và cột. Rồi chúng ta sẽ đi sâu hơn một chút về cái khái niệm là quan hệ rất quan trọng. Trong đó là có cái niệm là phụ thuộc hàm. Hôm trước các bạn tôi làm hơi sơ sơ, các bạn có thể xem xét qua. Phần phụ thuộc hàm là phần trong sách giáo khoa hầu như không có nói, nhưng mà tôi cũng sẽ nói sơ sơ để các bạn thấy rõ ý nghĩa của nó. Nó liên quan đến khái niệm quan hệ. Rồi từ khái niệm là phụ thuộc hàm này, quan hệ này, dẫn đến khái niệm là khóa rất quan trọng. Lần trước chúng ta trong nhóm các bạn đã tranh luận nhau về khái niệm khóa. Hôm nay tôi sẽ trình bày kỹ hơn một chút nữa thôi, để chúng ta có cái nhìn nó sâu hơn, cao một chút về khóa. Tiếp theo nữa là cái việc là thiết kế cơ sở dữ liệu quan hệ cụ thể, tức là nôm na là chuẩn hóa bảng. Thì phần này là phần chúng ta không hề có trong sách giáo khoa nhé, không hề có, chúng ta cũng không cần biết đâu, nhưng mà chúng ta cũng nên biết sơ sơ thôi. À, như vậy là muốn thiết kế một cái bảng dựa trên cái bài toán đã có đây rồi nhé. Bây giờ muốn thiết kế một cái bảng, thiết kế các cái bảng cụ thể phải làm như thế nào, qua những bước nào. Thì
Như vậy là toàn bộ những cái phần mà ở đây này, cái phần từ đây trở lên này là nó nằm trong cái định hướng, là nằm trong cái phần là lý thuyết nhỉ, lý thuyết. Còn sang cái phần thứ bảy, kinh thứ bảy là cái SQL, SQL là cái ngôn ngữ cấu trúc, ngữ chuẩn cấu trúc ấy, thì phần này có cả lý thuyết cả thực hành. Phần này có một phần lý thuyết nằm trên này và một phần thực hành nằm dưới này, là chúng ta sẽ thao tác cụ thể trên cái gì, trên cái hệ quản trị cơ sở dữ liệu cụ thể là MySQL, MySQL là nhé, đây. Được chưa? Đó. Thế như vậy có bây giờ tôi sẽ bắt đầu trình bày lần lượt từ trên xuống dưới nhé, trình bày hết sức là đơn giản thôi để chúng ta có cái hình dung. Như vậy là ý của tôi là tôi không nhất là tôi không trình bày lại theo sách giáo khoa, hoàn toàn không, vì coi như các bạn đã học rồi, đã biết rồi và đã phải dạy cho tháo rồi. Tôi muốn trình bày nó vòng hơn, vòng ra ngoài một chút và rộng hơn một chút, nôm na là gọi là phụ đạo đấy, phụ đạo thêm để chúng ta có cái nhìn tổng thể hơn về toàn bộ cái bức tranh, cái kiến thức của toàn bộ cái phần liên quan đến cơ sở, các hệ quản trị cơ sở, các hệ cơ sở dữ liệu của cái là một phần kiến thức của tin 11. Đó. Được chưa? Bây giờ chúng ta sẽ sang cái phần này nhé, đây. Đó. Về cái bài toán như vậy gì? Như vậy là tất cả cái phần kiến thức liên quan cơ sở dữ liệu đều bắt nguồn từ bài toán quản lý thực tế hết. Thì bài toán quản lý là lớp bài toán thường gặp nhất trên thực tế. Và cái phần này trong sách khoa có hẳn một cái bài để nó lên cái nhu cầu để mà quản lý trên thực tế. Và từ nhu cầu đó chúng ta sẽ cần phải làm gì để tạo ra được một cái chương trình. Từ nôm na gì? Nôm na là cái tất cả những cái vấn đề mà liên quan đến cơ sở dữ liệu đều xuất phát từ một bài toán quản lý ở trên thực tế. Cái này là cái mà theo tôi là rất quan trọng, cho nên chúng ta phải luôn chú ý nhé. Tất cả những phần mà chúng ta sẽ học như là cơ sở dữ liệu quan hệ vân vân, quan hệ rồi những khái niệm về hàng, về cột, hay là khái niệm là về trường, về thuộc tính của dữ liệu, thuộc tính nhé, chính là các cái trường, các cái cột đấy, cột rồi khái niệm là khóa, khái niệm là quan hệ vân vân, khái niệm là SQL đấy, tất cả cái này đều bắt nguồn từ một cái bài toán quản lý thực tế. Bài toán quản lý thực tế, cái này là cái cần nhấn mạnh rất là, chứ không có khái niệm là một bài toán, một cái phần mềm cơ sở dữ liệu chung, nó luôn bắt đầu từ một cái bài toán thực tế đấy. Thì bài toán thực tế này là gì? Từ bài toán thực tế này nó dẫn đến nhu cầu để làm phần mềm, để tạo ra cái phần mềm để tạo quản lý. Thì cái nhu cầu này có thể nó lớn, nó bé, nó khác nhau. Ví dụ chúng ta có một cái, chúng ta có một cửa hàng bán thực phẩm nó nhỏ ở gia đình chẳng hạn. Chúng ta bán được vài cái lon sữa, vài cái cốc, vài cái lon bia, thì chúng ta cần quản lý rất ít thôi. Quản lý lèo tèo vài thứ thôi. Nhưng mà chúng ta mở rộng ra, lập hẳn công ty, rồi thuê một cái chỗ nhiều hơn, có nhiều hàng hóa hơn, chúng ta cần có quản lý mức độ cao hơn một chút. Đấy. Rồi bên kia chúng ta lại mở ra, chúng ta mở có nhiều đại lý nữa, mở nhiều cửa hàng nữa, thì như vậy tạo ra một cái cơ sở dữ liệu là to lớn hơn, phải quản lý là nhiều hơn. Rồi bên kia chúng ta thành lập một cái tổng công ty lớn, thì càng như vậy thì cái bài toán quản lý nó to lên. Đấy. Như vậy cái bài toán quản lý nó phụ thuộc vào cái bài toán, vào cái nhu cầu quản lý thực tế. Luôn luôn bắt nguồn từ thực tế. Cái chỗ này mà chúng ta mà tách rời ra là hỏng hết, là hỏng luôn. Chỗ này chúng ta chú ý nhé. Cái chỗ một ý rất quan trọng. Cho nên khi mà ví dụ là tôi là người quản lý gia đình nhé, tôi là người đây, tôi đứng đây, tôi làm chủ ở đây nhé. Bây giờ tôi không làm được phần mềm, tôi phải thuê một chuyên gia IT để anh ta thiết kế. Thì tôi bắt anh này là phải tìm hiểu thật kỹ cái bài toán mà tôi muốn. Chứ không có thể mà tôi chỉ nói vài câu anh ta cứ bịa ra cái phần cơ sở dữ liệu anh ta làm phần mềm, sau này nó không đúng với bài toán thực tế là như là sai hết. Chúng ta chú ý chỗ này là chỗ rất quan trọng để chúng ta nhấn mạnh cho học sinh biết.
Từ cái này mà thầy cô giáo nào mà từng làm thực tế rồi thì sẽ cảm thấy là nó cảm thấy là nó dễ hiểu hơn, nhưng mà đối với những người mà mới thì sẽ thấy rất khó chỗ này. Chúng thấy là cũng thể có nhiều người nghĩ rằng đây là cái phần phần rất đơn giản mà tầm thường, nhưng mà thực tế không phải tầm thường đâu. Cái chỗ này là theo tôi chỗ này là chỗ rất quan trọng, vô cùng quan trọng luôn. Tức là toàn bộ tất cả những cái gì mà chúng ta tranh cãi, chúng ta bàn luận về khóa, về quan hệ, về bảng, rồi là các câu lệnh liên quan đến SQL để truy vấn, để tính toán dữ liệu, đều xuất phát từ cái nhu cầu thực tế mà quản lý. Nếu mà nhu cầu chúng ta mà bài toán mà nó nhỏ, nhu cầu nhỏ chúng ta làm cái cơ sở dữ liệu đơn giản, nhu cầu lớn hơn chúng ta sẽ mở rộng ra, chúng ta làm cơ sở dữ liệu lớn hơn. Và cứ như vậy, cái cơ sở dữ liệu này nó phụ thuộc vào cái bài toán cụ thể. Tôi lấy ví dụ nhé, để cho tôi hình dung này. Mức độ mà đơn giản nhất nhé, đơn giản nhất, thậm chí chúng ta chẳng cần gì. Chúng ta bây giờ chúng ta có nhà chúng ta có một cái cửa hàng, ví dụ lấy ví dụ nhé, chúng ta bán lẻ một vài cái đồ lặt vặt trong gia đình, ví dụ để chúng ta có cái nhà mặt tiền, đúng không? Chúng ta mở ra, chúng ta buôn bán những cái, chúng ta muốn bán vài cái lon bia, vài cái cốc Coca-Cola, đơn giản lắm. Và chúng ta có một gian hàng nho nhỏ thôi, thì thậm chí là chúng ta là không cần phải làm cơ sở dữ liệu nữa, chúng ta ghi chép vào gì, chúng ta ghi chép vào vào một cuộn vở, cuộn sổ là xong, không cần file gì nữa, ghi vào một sổ là hôm nay là nhập về bao nhiêu lon Coca-Cola, bán đến hôm nay bán được bao nhiêu thứ, và chúng ta dùng sổ chúng ta tính toán cũng được. Nhưng mà là đơn giản nhất ý, là chúng ta ghi chép, ví dụ như vậy, chúng ta ghi chép mà lên một cái quyển vở. Thì cái này nó vẫn là cơ sở dữ liệu nhé, cái này nó vẫn là cơ sở dữ liệu đấy. Này. Nhưng mà dưới dạng nó là không không phải cơ sở liệu số thôi. Từ nôm na là cơ sở liệu là nơi mà ghi chép đây này, đây tôi có cái đây là tiếp theo là khái niệm cơ sở dữ liệu, đúng không? Trong công tác quản lý thì dữ liệu thường lưu trong các cơ sở dữ liệu. Đấy. Cơ sở liệu là tập hợp các cái dữ liệu có liên quan với nhau, được lưu trữ một cách là có tổ chức và trong 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 máy tính. Ở đây có thể, nếu mà lưu trữ trong trên trên quyển vở thì nó vẫn là đúng. Đấy. Còn đây là các cái phần này là các phần mà các tính chất yêu cầu của cơ sở liệu, thì phần này tính không dư thừa dữ liệu, tính độc lập dữ liệu, tính toàn vẹn dữ liệu, tính nhất quán hay là tính bảo mật ấy. Thì tất cả cái này theo tôi là cái phần rất là khó luôn đấy, phần này là phần rất là khó, mặc dù rất rất đơn giản thôi, nhưng mà nó khó bởi vì chúng ta với những ai mà chưa bao giờ làm cơ sở dữ liệu ấy, thì nói ra có thể nói ra thì nó vách ra, nhưng mà không hiểu bản chất của nó. Cho nên phần này là theo tôi là phần khó, nhưng phần này là phần theo tôi thì chúng ta không cần đi sâu vào quá cho học sinh biết đâu, chỉ biết như vậy thôi, nói theo đúng sách giáo khoa thôi. Còn cái phần này nếu mà quay lại khi mà học xong toàn bộ chương trình rồi, các em nó có một cái kiến thức khá khá rồi về về dữ liệu rồi, thì chúng ta sẽ quay lại nói lại cái này, thì lúc bây giờ học sinh nó hiểu hơn. Chứ ngay cái buổi đầu tiên mà nói ngay cái này thì là học sinh rất khó hiểu. Nhưng mà vì chương trình nó như vậy cho nên là trong sách giáo khoa phải viết cái này vào cái bài thứ hai, thứ ba gì đấy, thứ hai, đúng không? Thì theo tôi như vậy về mặt sư phạm ở chỗ này là rất khó về mặt kiến thức ấy. Tôi cảm giác theo tôi là rất khó. Chứ phần này là cái phần mà theo tôi cái những bài đầu tiên chỉ nhắc sơ sơ thôi. Còn khi mà chúng ta đã học sâu hơn rồi, sâu hơn vào nữa rồi, thì chúng ta sẽ quay lại, chúng ta nhắc lại cái này thì nó dễ hiểu hơn. Đó. Được chưa? Thì đây đây tôi quay lại cái này. Như vậy là trong trường hợp đơn nhất đấy, chúng ta ghi chép vào một cuốn vở. Còn mức độ đơn giản tiếp theo là chúng ta tôi gọi là mức 1 đi, là chúng ta cũng ghi chép như vậy, nhưng mà chúng ta ghi chép, nhưng mà chúng ta ghi chép vào vào các tệp trên máy tính. Ví dụ chúng ta ghi chép vào các file Excel chẳng hạn. Đấy, file Excel và các cái tệp Excel. Đấy, thì nó cũng là cơ sở dữ liệu. Mặc dù nó mức độ đơn giản, không có cái không có quan hệ gì cả. Xong đó thì đến đến cái bước thứ đến bước mà tiếp theo nữa, bước thứ hai là chúng ta sẽ tạo tạo một cái cơ sở dữ liệu cụ thể để mà quản lý. Thì cái trường hợp mà về cơ sở dữ liệu mà nói thì có rất nhiều loại cơ sở dữ liệu, nhưng mà chúng ta sẽ học một thứ thôi, tức là cơ sở dữ liệu quan hệ. Tức là chúng ta tạo các cái bảng
quan hệ. Cái tư tưởng của quan hệ nó giống, nó gần, nó rất là giống với Excel. Excel là bảng tính, nó cũng có các cái bảng, các cái bảng. Các cái bảng. Thì chúng ta sẽ tạo ra các bảng thôi. Thì đầu tiên là đầu tiên có thể trước khi chúng ta tạo ra cái bảng bảng đơn giản và chỉ cần là một bảng thôi. Một bảng thôi, và sau này chúng ta sẽ khi cần mở rộng và tăng cường lên một thành, chúng ta mở rộng thành hai bảng, thành ba bảng, thành bốn bảng. Các bạn biết rằng là những cái phần mềm mà đơn giản ấy chỉ cần một bảng là đủ, hai bảng cũng là đủ rồi. Còn những phần mềm mà nó phức tạp ấy phải có hàng trăm bảng, hàng nghìn bảng. Hiện nay các bạn thấy hiện nay là phức tạp nhất là những cái hệ mà hệ quản trị cơ, hệ cơ sở dữ liệu mà nó liên quan đến việc quản lý khách hàng trong ngân hàng chẳng hạn. Nhưng mà ngân hàng nó có hàng triệu khách hàng, thì như vậy hàng đó nó cực kỳ lớn luôn, nó có hàng ngàn cái bảng. Mỗi bảng như vậy nó có thể có hàng triệu cái bảng ghi, và đó là phần mềm cực kỳ lớn. Nhưng mà tí là phải là người là rất sâu thì mới hiểu được, còn chúng ta đơn giản, chúng ta sẽ dạy cho học sinh những cái phần đơn giản thôi nhé. Và như vậy là cái ở trong công trình của chúng ta cần thiết kế tạo các cái ví dụ về cơ sở, về bản thân quản lý cơ sở dữ liệu đơn giản thôi. Thì theo tôi thì cái chỗ này là chỗ mà trong sách giáo khoa chỉ đưa ra có một ví dụ nhé. Là ví dụ là cái ví dụ liên quan đến quản lý các cái bản thu âm luôn của bài hát, của các bài hát, các khúc, rồi có liên quan đến tác giả, liên quan đến tên bài hát, liên quan đến ca sĩ. Thế đó là một ví dụ. Chúng ta có thể tìm ví dụ khác. Thì theo cá nhân của tôi ấy, thì cái ví dụ của sách giáo khoa cũng là được rồi, nhưng mà theo cái cá nhân tôi như là nó vẫn hơi phức tạp quá. Vì cái ví dụ của sách giáo khoa là nó dùng đến 4 bảng. Mà ngay từ đầu mà chúng ta phải làm ngay 4 bảng là khó đấy. Cho nên theo tôi thì chúng ta nên làm dần, nên đưa ra cái ví dụ đơn giản từng bước mà cho học sinh hiểu. Ví dụ chúng ta làm ví dụ đơn giản chỉ cần một bảng thôi. Chúng ta nên đưa ra nhé, nên đưa các ví dụ. Các ví dụ từ đơn giản nhất đấy, để cho học sinh hiểu được. Chúng ta dùng ví dụ là đầu tiên chúng ta đưa phương án là một bảng. Thân chất là một bảng cũng khá đủ rồi. Một bảng có thể thống kê là từng ngày một là nhập bao nhiêu hàng, xuất bao nhiêu hàng, và tổng tính ra tổng giá trị của nó là cũng biết được rồi. Rồi chúng ta đưa ra cái mô hình tiếp theo là mô hình 2 bảng. Rồi mô hình là 3 bảng. Trong sách giáo khoa đưa ra là mô hình là 4 bảng. Như vậy thế thì 4 bảng như vậy là maximum rồi đối với học sinh. Chúng ta chỉ có hơn chục hơn có mười mấy tiết để thực hành thôi mà. Cho nên là cái mô hình 4 bảng là theo tôi đã rất khó rồi. Càng nhiều bảng thì nó càng khó khi chúng ta thao tác với nó. Học sinh nó sẽ càng khó hiểu hơn. Cho nên theo tôi là chúng ta nên bắt đầu từ trường hợp là một bảng, sau đó chuyển sang là 2 bảng, sau chuyển sang là 3 bảng. Thì trong ví dụ mà tôi đưa ra đấy, cái đây khoảng mấy tháng tôi đừng đưa ra, tôi làm cái bài mấy cái buổi thực hành, tôi đưa ra cái ví dụ cho cái phần mềm, cho cái trình ứng dụng cụ thể là một bảng, 2 bảng, 3 bảng. Lên đến 3 bảng là đã phức tạp rồi. Còn 4 bảng càng phức tạp nữa. Thì cái ví dụ trong sách giáo khoa của chúng ta là 4 bảng nhé. Đây thì theo tôi thì chúng ta có thể đưa ra cái ví dụ là cái buổi đầu tiên ấy là học về một, đưa ra cái ví dụ là một bảng. Sau đó buổi thứ hai là đưa ra cái hai bảng, cái buổi thứ hai là học trong hẳn. Buổi đầu tiên là học trong 2 tiết, cái hai này là học trong 4 tiết. Xong cái thứ ba này học thêm cho thêm 4 tiết nữa, xong phần cùng sang 4 bảng thì nó là khi có kinh nghiệm đủ với một bảng, hai bảng, ba bảng rồi thì sang 4 bảng nó dễ hiểu hơn. Chứ đùng một cái ngay từ buổi đầu tiên nó nói sang game nó ngay mô hình 4 bảng là rất là khó. Đó. Được chưa? Đấy, thì đó là cái phần đầu tiên nhé. Bây giờ sang phần thứ hai là tôi nói sang cái mô hình cơ sở quan hệ. Đấy, thì phần này là cái phần chính đây. Là một trong những phần mà theo tôi là phần cái thứ rất là chính, rất là quan trọng. Đấy, như vậy từ đấy giờ là phần đầu tiên, nhưng mà sang phần thứ hai này, phần thứ hai tôi nói về cái như vậy về thiết kế cơ sở dữ liệu thì nó có nhiều loại lắm, nó có nhiều cái mô hình về cơ sở dữ liệu, nhưng mà chúng ta sẽ học về cơ sở dữ liệu quan hệ là cái mà hiện nay là hay dùng nhất ở trên thế giới, quan hệ nhé. Thì các bạn biết là đây là mô hình mà nó tạo ra các cái, nó chính là từ quan hệ này, cái từ này đây là từ khóa nhé, cái từ quan hệ. Thì nó là gì? Nôm na là gì? Nôm na là cơ sở quan hệ là cơ sở mà được tạo ra bởi các quan hệ. Cơ sở dữ liệu quan hệ. Nếu chúng ta đi vào bản chất nhé, thì nó chính là gì? Nó chính là tổng của những các quan hệ thôi. Quan hệ.
Quan hệ là cái gì? Quan hệ này là mỗi một cái quan hệ của nó thì nôm na cho ta hiểu nó là một cái bảng, là một cái bảng. Một cái bảng mà cho nó là lưu trữ các dữ liệu có cùng quan hệ với nhau. Đấy, nôm na là như vậy, một cái bảng. Một cái bảng này lại chính là một quan hệ. Thấy chưa? Đấy, thì nhưng mà chúng ta chú ý nhé. Như vậy là cơ sở dữ liệu quan hệ là nôm na là một cái tập hợp dữ liệu mà được tách ra thành những cái bảng hay là các quan hệ. Thì mỗi cái bảng như vậy đi chính là một quan hệ. Một cái bảng của nó là gì? Một cái bảng là nó có dạng như sau. Một cái bảng của nó, một cái bảng hay là một quan hệ đấy. Dùng từ quan hệ cũng được, dùng từ bảng cũng được, dùng từ bảng dễ hiểu hơn với nó thực tế hơn. Nó dễ hiểu hơn vì là chúng ta hàng ngày ta kể cái bảng nó giống như là cái từ bảng tính đấy, giống cái từ là bảng tính điện tử đấy, thì là dùng từ bảng dễ hiểu hơn, dùng quan hệ cũng được. Thì một quan hệ là cái gì? Một cái bảng này chính là một tập hợp các cái dữ liệu có quan hệ với nhau. Đấy. Và được mô tả dưới dạng cái bảng. Thì một cái bảng như vậy gồm có cái hàng và cột, thì cột là các thuộc tính, đúng không? Các cái trường, còn bảng là cái hàng là các cái dữ liệu chi tiết của cái bảng đó. Thì đây một cái bảng đây, nó gồm có dạng như này, các cái tên cột đây, đây là cột này, cột thì mỗi cột nó là một thuộc tính nhé, cột 1, cột 2, cột 3, cột 4. Thì tất cả cái cột là các thuộc tính là có quan hệ với nhau, chính gọi là quan hệ đây, quan hệ với nhau. Ta lấy ví dụ chúng ta này. Và như vậy là một cơ sở dữ liệu quan hệ là gồm có nhiều bảng, thì mỗi bảng là một quan hệ, được chưa? Mỗi bảng quan hệ là hai bảng khác nhau thì về lý thuyết là không quan hệ với nhau. Đây là bảng 1 nhé, đây là bảng 1. Bảng 1, đây là bảng 2. Thì về mặt lý thuyết là hai bảng này là không hề quan hệ với nhau. Không hề quan hệ với nhau nhé. Và mỗi bảng là một quan hệ độc lập với nhau, hai bảng là độc lập với nhau. Đấy, thì như vậy coi chúng ta có trong cái bộ dữ liệu mà chúng ta cần quản lý nó có rất nhiều các thông tin khác nhau, và chúng ta sẽ tách ra các cái nào mà quan hệ với nhau chúng ta gộp lại là một. Được chưa? Cái nào mà không quan hệ với nhau chúng ta tách thành những cái bảng riêng. Đấy, như vậy cái tư tưởng ban đầu của cái mô hình này nó chính là như vậy đấy, nó chính là như vậy. Được chưa? Thì các cột quan hệ với nhau. Để tôi lấy ví dụ nhé, tôi lấy ví dụ một cái đơn giản nhé. Ví dụ chúng ta quản lý, tôi lấy ví dụ chúng ta quản lý điểm, lấy điểm của học sinh ở trong lớp chẳng hạn của chúng ta nhé. Thì chúng ta cùng có một cái, chúng ta tạo ra cái bảng này. Ví dụ cái bảng thứ nhất là bảng liên quan đến cái dữ liệu gì, dữ liệu của học sinh. Bảng 1 là dữ liệu liên quan đến dữ liệu của học sinh, gồm có tên học sinh rồi địa chỉ vân vân, tất cả cái thông tin riêng của học sinh đưa vào một cái bảng. Cái bảng thứ hai là liên quan đến cái môn học, ví dụ như cái môn học liên quan đến thì cái môn học là nó độc lập với học sinh, không liên quan gì nhau cả. Rồi một cái bảng thứ ba nữa là cái bảng liên quan đến điểm, tôi lấy ví dụ như vậy, điểm học sinh. Thì cái bảng này nó có liên quan gián tiếp đến hai cái bảng này, mà tôi nói sau. Tôi lấy ví dụ tôi cần ba cái bảng là đủ, tôi lấy ví dụ như vậy nhé. Đó. Hay là ví dụ khác đơn giản hơn nhé. Đây ví dụ thứ hai đơn giản hơn nhé. Chúng ta quản lý bán hàng cho gia đình của chúng ta nhé, bán hàng. Thì mô hình đơn giản nhất là chúng ta tạo một cái bảng gồm có là cái bảng liên quan cái quản lý các cái hóa đơn bán hàng gồm có các thông tin liên quan đến nhau của các hóa đơn đó, ví dụ như là cái mã của hóa đơn, ngày xuất hóa đơn, ví dụ như vậy, mã của hóa đơn, ngày xuất hóa đơn, rồi làm doanh số thu được là bao nhiêu đó, nó là cái mã hàng gì, cái hàng đó là hàng gì ghi ra. Đấy, thì trừ một bảng thôi, bảng là đủ. Cái bảng này là lên nó gọi là cái bảng hóa đơn, ví dụ như vậy nhé. Đó là mô hình đơn giản. Còn chúng ta muốn mở rộng ra, chúng ta có thể thêm một cái bảng khác để mô tả các cái mã vật tư,
mã vật tư mà chúng ta muốn. Hay chúng ta mở rộng ra nữa là mở thêm cái bảng nữa để mô tả cái để quản lý các cái mã của khách hàng. Nhưng mà là tùy từ mức độ quản lý, từ mức độ quản lý chúng ta có thể mở rộng ra. Nhưng mà có thể xuất phát từ cái nhỏ nhất là một cái mã hóa đơn thôi. Đó. Thì như vậy là gì? Như vậy là khi mà chúng ta mô tả cái dữ liệu cơ sở dữ liệu quan hệ chính là như vậy. Như vậy cơ sở dữ liệu quan hệ chính là cái cơ sở dữ liệu mà dựa trên các quan hệ. Các quan hệ. Và có mỗi quan hệ như vậy là một bảng, được chưa? Một bảng sẽ bao gồm là gồm khái niệm hàng và cột. Thì mỗi cột là một cái thuộc tính cần phải quản lý. Đấy. Cần phải quản lý. Và các cái hàng là dữ liệu. Vậy là bản chất của nôm na là cái mô hình dữ liệu quan hệ là cái mô hình mà gồm có nhiều các cái bảng của Excel. Cho nên là khi mà chúng ta làm những người mà làm thạo cái bảng tính Excel ấy, thì chuyển sang dạy phần này nó rất dễ dàng vì ta đã quen với làm Excel rồi. Excel có các hàng có cột, các cột của Excel chính là các thuộc tính, các cái hàng của Excel chính là dữ liệu, và chúng ta đã quen cái làm cột đó rồi, chúng ta sẽ chuyển sang cái mô hình này rất là dễ, cảm thấy rất là dễ dàng, cảm giác như là cái mô hình cơ sở dữ liệu quan hệ nó giống như là một cái phần mở rộng hơn của bảng tính điện tử Excel chẳng hạn, cho nên rất là dễ dàng, được chưa? Giờ bây giờ nói sang tơ mây, tôi sẽ xem sang cái phần nào đây. Rồi, thì bây giờ sang tiếp theo là tôi nói sang một chút về cái hệ quản trị cơ sở dữ liệu và hệ cơ sở dữ liệu tôi nói rồi đấy, nhưng mà tôi nói lại nhé. Thì khi mà chúng ta đã có cái cơ sở dữ liệu rồi thì chúng ta sẽ phải muốn để tạo thành một cái ứng dụng cụ thể, chúng ta cần có một cái hệ quản trị cơ sở dữ liệu có tên là DBMS. Để tiếng Anh của nó đây, tiếng Anh của nó đây nhé. Database Management System là cái phần mềm để cung cấp công cụ làm việc với các cơ sở dữ liệu. Thì ví dụ như chúng ta có là Access chẳng hạn, ví dụ tôi lấy ví dụ chúng ta có nhé, tôi lấy ví dụ chúng ta có những cái phần mềm như là Access, thì nó chính là một hệ của những cơ sở dữ liệu, hay là MySQL, đấy, các chúng ta sẽ học nhé, và một số cái khác nữa, đấy. Đúng không? Oracle, vân vân. Thì bắt buộc phải có cái này. Đây là các chức năng về của cái hệ quản trị cơ sở dữ liệu, cũng có chức năng định nghĩa dữ liệu, chức năng cập nhật truy vấn dữ liệu, chức năng bảo mật an toàn dữ liệu, và cung cấp giao diện công cụ lập trình. Thì ba chức năng đầu tiên này, là nó dính là thông qua cái ngôn ngữ SQL. Đấy, phần này thì chúng ta phần này là một trong phần lý thuyết. Còn cung cấp giao diện và lập trình này thì tùy từng cái phần mềm khác nhau mà nó tạo ra cái giao diện là khác nhau. Đấy, chúng ta chú ý. Mà nó cái phần khi chúng ta tạo ra chuyện này nó lại phụ thuộc vào cái từng cái phần mềm cụ thể một. Đấy, như vậy Access nó khác, MySQL nó khác và Oracle nó khác. Đấy. Đây này, đó. Khi mà chúng ta làm xong ứng dụng rồi thì nó sẽ gồm tìm kỹ một cái hệ cơ sở dữ liệu. Nó gọi là database system, nó là một hệ thống bao gồm 3 thành phần sau đây. Thì 3 thành phần này nó gồm lại chính là ứng dụng cụ thể hoàn thiện đấy. Nó gồm có là cơ sở dữ liệu này, hệ quản trị cơ sở dữ liệu này, các phần mềm ứng dụng trên cái hệ quản trị hệ cơ sở dữ liệu này, ba cái này gộp lại thành một ứng dụng hoàn chỉnh. Đấy. Ta thành một cái phần mềm độc lập có thể chạy trên các cái platform khác nhau, và tất nhiên khi mà chạy cái phần mềm này nó vẫn phải dùng cái hệ này, vẫn có cái hệ này thì mới có được nhé, thấy chưa? Còn cái khái niệm là hệ cơ sở liệu tập trung phân tán ở trong sách giáo khoa thì nó có, đây là phần kiến thức có trong sách giáo khoa mà nó rất đơn giản thôi. Tức là nếu mà các cơ sở dữ liệu này mà nằm ở một nơi ấy, nằm một chỗ thì nó gọi là tập trung. Các cái file này, nếu các file này nằm ở nhiều nơi thì nó gọi là phân tán. Chúng ta hiểu đơn giản như vậy thôi. Được chưa? Đó, thì đó là cái phần kiến thức này. Thì cái phần này hình như là có một bài trong sách giáo khoa được phải không? Một bài, hai tiết. Rồi, sang tiếp theo là khái niệm cơ sở dữ liệu hiện tôi vừa nói rồi. Nha. Thế bây giờ chúng ta sẽ đi vào cái, như vậy là khái niệm về cơ sở dữ liệu hiện thì ta hiểu rồi. Nó là gồm tập hợp các cái quan hệ như vậy là các cái bảng, cái bảng bao gồm các cái cột và hàng, được chưa? Và các cái cột này là các dữ liệu trong một bảng nó có liên quan đến nhau, chuyển cấu từ quan hệ nhé. Cái khái niệm chính là bảng là quan hệ, cột là trường hay thuộc tính, còn hàng thì là bản ghi.
Được chưa? Thì ở trong sách giáo khoa khi mà nói về cái trong sách giáo khoa khi mà trình bày phần này thì trong cái phần lý thuyết của sách giáo khoa thì nó đưa ra chúng ta là ba khái niệm chính. Một là khái niệm khóa, đấy. Hai là khái niệm là khóa chính và ba là khái niệm là khóa ngoài. Thì chúng ta có thể dừng lại ở việc chúng ta học dạy cho học sinh theo hay là hiểu biết theo đúng cái khái niệm mà ghi trong sách giáo khoa. Nó chỉ có ba định nghĩa: một định nghĩa về khóa, định nghĩa về khóa chính, định nghĩa về khóa ngoài. Nhưng mà tôi xin phép được nói rộng ra một chút để chúng ta có cái hình dung hơi khác một chút, mở rộng hơn để chúng ta hiểu là nhưng mà khái niệm khóa là cái gì, nó có những loại khóa như thế nào và vì sao người ta lại định nghĩa ra nhiều loại khóa như vậy. Đấy, nhé. Và cái khóa này nó liên quan gì đến cái khái niệm quan hệ? Đấy, vấn đề quan trọng nhất. Cái khóa này, cái từ khóa này nó có liên quan gì đến khái niệm là quan hệ ở trên này không? Đấy, cái đó là cái rất quan trọng nhé. Đấy. Thật ra khái niệm khóa này là được phát sinh là chính là từ cái khái niệm quan hệ này. Chính cái quan hệ này mới tạo ra khái niệm là khóa. Được chưa? Thế thì tôi sẽ nói mở rộng hơn một chút để chúng ta có cái nhìn... coi như các bạn đã học kỹ cái này rồi nhé, coi chúng ta đã biết cái này rồi, trong sách khoa ghi rất rõ rồi. Và bây giờ tôi sẽ xin phép được trình bày ở đây cái phần gọi là nôm na là cái phần mở rộng ra một chút thôi. Cái quan hệ giữa cái liên hệ giữa khái niệm là quan hệ và khóa và liên hệ như thế nào mà và vì sao nó như vậy. Và tôi cũng sẽ nói thêm một chút nữa cái khái niệm mà khóa, nó mở rộng ra một chút nữa. Thế khái niệm khóa này nó liên quan đến khái niệm quan hệ. Đấy, được chưa? Cái này tôi bỏ qua, mình tôi quay sang luôn cái này nhé. Đây, thật ra là cái đối với đây, bây giờ tôi nói sang cái phần này đây nhé. Thì như này này, khi mà chúng ta trước khi chúng ta nói về khóa ấy, thì nếu các bạn nào mà nếu những tất cả các sinh viên là các trường học đại học ấy, nếu mà học về cái phần cơ sở này thì trước khi học sinh được học về khái niệm khóa thì người ta sẽ được học về khái niệm là cái quan hệ giữa các cái thuộc tính của một cái bảng đấy, quan hệ. Đấy, và khi mà thì có quan hệ giữa các tính trong bảng này người ta gọi là các cái phụ thuộc hàm, thế là như thế nào, để tôi xin phép được trình bày chỗ này để cho chúng ta hình dung nhé. Đây phần trình bày của tôi nó cũng rất là sơ hai thôi, nhưng mà tôi nghĩ rằng là hợp là chúng ta sẽ hữu ích cho các bạn nhé. Đây, như vậy là khi mà cái lõi của công hình cơ sở dữ liệu quan hệ là cái ông cốt ông nghĩ ra ông cái người mà phát minh ra cái đầu tiên này là khoảng năm 1970 đấy. Thì anh ta đã nghĩ ra là cái thiết kế rằng tức là đưa ra được mô hình này và sau đó cái mô hình này trở nên là rất là phát triển. Mà đến giờ phút này nó gần như chiếm gần như là tuyệt đối trong mô hình các cái phần mềm ứng dụng cơ sở dữ liệu cụ thể. Tuy nhiên là gần đây khi có cái khái niệm là internet, có khái niệm là cơ sở dữ liệu và big data thì nó có những cái phát triển hơn nữa, nhưng mà thực cái phần này chúng ta không cần biết, nhưng mà chúng ta biết cái này thôi. Như vậy là bản chất cái mô hình quan hệ là gì, là gồm nôm na là một cái bảng gồm có các cái cột. Mỗi cột này là một cái thuộc tính, được chưa? Thuộc tính thì tôi sẽ gọi cái này là thuộc tính này, tôi kiện ra là A, B, C, D vân vân này. Hoặc có thể dùng từ là X, Y, Z, dùng từ gì cũng được. Được chưa? Như vậy là một cái quan hệ, nôm na là một cái quan hệ là một tập hợp các thuộc tính. Ta hiểu như vậy. Các thuộc tính. Các thuộc tính này có quan hệ với nhau nhé. Thuộc tính ví dụ là A, B, C. Đấy. Có quan hệ với nhau. Có quan hệ với nhau. Đấy. Được chưa? Đấy. Quan hệ với nhau thì quan hệ như nào? Quan hệ như nào? Đây. Tôi lấy ví dụ nhé. Chúng ta cần quản lý học sinh chẳng hạn. Thì chúng ta tạo một cái bảng gồm các thuộc tính liên quan đến một học sinh. Đấy, và chúng ta đưa vào một cái bảng và chúng ta đưa vào các cái thuộc tính mà cần quản lý của một học sinh. Đấy, các thuộc tính, tức là ví dụ là các thuộc tính của cái quan hệ của cái bảng là cái bảng học sinh. Tôi lấy ví dụ như vậy nhé. Rồi, chúng ta làm này.
chúng ta có thứ đầu tiên là chúng ta có cái gì, chúng ta có cái trong và cứ vào nhà trường một cái là nhà trường sẽ cấp cho sinh một cái mã, gọi là cái mã học sinh nhé, tôi gọi là mã học sinh, mã học sinh chúng ta lưu vào trong cái bảng đây, chúng ta lưu vào thì cái bảng cái đầu tiên là cái mã học sinh này. Tức là khi vào nhà trường cấp cái mã. Tiếp theo chúng ta lưu lưu cho học sinh, chúng ta lưu gì, lưu tiếp là cái số chứng minh thư, căn cước công dân chúng ta lưu vào được không? Được chứ. Chúng ta lưu vào cái gì? Chúng ta lưu vào tiếp, chúng ta lưu vào cái tiếp theo nữa, chúng ta lưu vào cái là họ tên học sinh. Họ tên học sinh. Chúng ta lưu vào tiếp theo chúng ta học sinh là lưu vào sinh là ngày sinh. Đúng không? Ngày sinh. Chúng ta lưu vào nó là nam hay là nữ, nam hay là nữ, một con số thôi. Đấy. Rồi chúng ta sẽ thích chúng ta lưu nữa, thế này vẫn chưa đủ, chúng ta thích chúng ta lưu nữa. Chúng ta lưu nữa ví dụ là tức là cái việc mà lưu cái này này là xuất phát từ bài toán thực tế nhá. Đấy. Luôn là nếu nhà trường muốn quản lý cái gì thì đưa nó vào đây. Chứ không không chứ không 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 không, không nhà trường tôi bảo tôi chỉ cần quản lý đến họ tên ngày sinh nam nữ thôi, bây giờ đưa thêm vào khác nữa thì nó thừa ra. Vấn đề là cái nhà trường bài toán chúng ta đặt ra là muốn quản lý cái gì, chúng ta đưa vào đây. Tất cả cái việc mà tạo ra cái quan hệ này là phải xuất phát từ thực tế hết. Ví dụ tôi muốn làm quản gì, tôi muốn thêm vào nữa cho nó dễ dàng, tôi muốn thêm là email chẳng hạn, để sau này tôi chuyển cho học sinh email để các cái thông tin liên quan đến email học sinh để gửi cho học sinh dễ dàng hơn nhé. Hay là sau này tôi muốn nữa, tôi muốn là sau này muốn là nhà trường đến từng nhà em, từng nhà các em một để có thể đi gọi là đi tuyên truyền hoặc là rủ dây đi chơi, ta thêm cái nữa là địa chỉ, lấy địa chỉ cụ thể của em này nằm đang ở đâu, sống ở đâu, đấy, như vậy. Hay là thích nữa thì chúng ta có thể đưa thêm thông tin nữa cho sau này muốn nhà trường ví dụ nhà trường mở rộng ra là muốn kết nạp em vào đảng chẳng hạn thì em phải đưa thêm tin là quê quán, đấy, quê quán. Rồi là thông tin của bố mẹ, thông tin bố, thông tin mẹ, vân vân. Đấy. Như vậy là cái nhu cầu quản lý nó tới đâu, chúng ta mở rộng ra tới đó. Như vậy là một cái bản có rất nhiều những cái cột. Số lượng cột này này là phụ thuộc vào cái nhu cầu quản lý. Mà mỗi cái bảng này là liên quan đến nhau hết và nằm là một cái đối tượng. Một đối tượng đấy chứ, là học sinh. Được chưa? Thế bây giờ chính vì quan hệ này cho nên là giữa những cái này nó quan hệ với nhau, nhưng gọi là giữa các cái có quan hệ giữa giữa các thuộc tính nhé, giữa các thuộc tính. Nghĩa định nghĩa như thế nào? Thì như này này, thì rất giản này nhé. Cái định nghĩa này là phụ thuộc vào cái chính là hành động quan hệ. Là như sau nhé, một cái thuộc tính A, một thuộc tính B nhé, một thuộc tính B mà là có tôi gọi là phụ thuộc vào A. Đấy. Hay là A là quyết định B, hay dùng từ là A là quyết định B. Định nghĩa chính xác nhé, quyết định B. Hai tay viết là như này. Hai tay viết là như thế này, hai tay viết là dùng cái ký hiệu là dùng ký hiệu là A trỏ sang B như này, mũi tên mình. Thì là B phụ thuộc vào A quyết định B. Tức là gì? Là mỗi một cái bản ghi, mỗi một diệu của A là quyết định duy nhất một cái phần tử của B. Đây ý nghĩa của này là nghĩa của này là mỗi mỗi một cái dữ liệu, mỗi một cái dữ liệu của A, mỗi một cái dữ liệu của A hay một cái dữ liệu cụ thể của A sẽ quyết định, sẽ xác định duy nhất B. Không không có thể là một cái anh A là sẽ ra hai B, hai dữ của B thì không được. Đấy, thì cái này nó gọi là phụ thuộc. Hay là trong trong cái người ta vì khi người ta đưa ra khi mà cái ông mà nghĩ ra cái khởi sự quan hệ thì sau đó ông ta phát triển lên, ông ta đặt tên thẳng, ông ta đặt tên cái này nó gọi là phụ thuộc hàm. Cái này thì người ta gọi cái này là phụ thuộc hàm, hàm nguyên tử như là toán học ấy, phụ thuộc hàm, được chưa? Như vậy là a phụ thuộc hàm thứ kiểu là a xong là mũi tên b, và đây là một cái nó là một phụ thuộc hàm, là một cái là mô tả cái quan hệ lõi, quan hệ giữa các cái thuộc tính. Và đây là đơn giản là có một a b thôi, nhưng mà tổng quát nhé, tổng quát thì có thể như này, tổng quát có thể có dạng là gì, là có thể là a
B hay nhiều hơn nữa nhé, và suy ra C. Đấy, như vậy là mỗi một cái bộ dữ liệu AB thì sẽ lại duy nhất một một cái C. Đấy. Hay là như này, hay là A có thể kéo theo là B và C, có thể nhiều hơn nữa. Đấy. Cũng như vậy. Hay là tổng quát hơn là có thể là A phẩy B phẩy C vân vân thì là suy ra là x y z. Có thể tổng quát nhé. Đấy, đấy. Như vậy là vẫn là cái điểm này. Nôm na là gì? Một phân tử hàm là gì? Là một cái bộ với một cái bộ dữ liệu một bộ dữ liệu của cái quyết định bên trái thì sẽ duy nhất một cái bộ dữ liệu ở bên phải. Thì nó gọi là cũng gọi là phụ thuộc hàm. Thì đây chính là cái đây nôm na đây là cái tiền đề để mô tả khái niệm quan hệ này. Đây chính là cái quan hệ nhé. Như vậy khái niệm quan hệ người ta đã tổng quan hóa thành một như là toán học ấy. Được chưa? Đây thì nói chung là gì? Ở trong cái mô hình này là trong cái mô hình này nó có rất nhiều quan hệ như vậy. Có thấy không nào? Đây nhá, đây. Có rất nhiều nhé. Đây. Cái mã học sinh, bị học sinh là viết mà một cái mã học sinh thì suy ra là tên học sinh, họ tên học sinh. Không có thể là họ họ tên học sinh nhé. Đấy ví dụ như vậy. Một cái mã nhất thì ứng vào học tên duy nhất, không có thể là một cái mã học sinh lại ứng với học sinh được. Đây là căn cước công dân cũng là cũng như vậy, cũng suy ra là họ tên. Hay là gì? Hay là email, email là con số duy nhất thì mỗi một email cũng suy ra là họ tên. Đúng không nào? Thì tất cả cái này đều là ấy hết, đều là cái quan hệ hết, đều là quan hệ. Hay tổng quát hơn nhé, một cái mã học sinh có thể là kéo theo gì, có thể là làm là kéo theo là không những là họ tên mà cái họ tên này, rồi là ngày sinh này, ngày sinh này, nam nữ này, rồi là quê quán, tất cả cái này là ấy hết, được chưa? Thì như vậy vẫn có rất nhiều nhé, hoặc là như thế này, hoặc là thậm chí có thể như này, hay có thể như này, hay có thể là họ tên cũng suy ra được là gì, suy ra được là nam nữ, hoàn toàn nam được, hoàn toàn nam nữ, là không không được, cái này không được, đúng rồi, với một họ tên cụ thể thì ứng với là cụ tên người cụ thể thì ứng với nam nữ hay là không, không đúng rồi. Mã học sinh phẩy họ tên thì suy ra là nam nữ, hay suy ra là họ tên. Có thể nhìn rất nhiều. Nôm na là cái trong cái bảng này có rất nhiều các cái quan hệ phụ thuộc hàm, chúng ta có thể định nghĩa được rất là nhiều, đúng không ạ? Rất là nhiều luôn. Đấy. Thì phụ thuộc hàm nó là như vậy, những khái niệm phụ thuộc hàm nhé. Đấy. Thì bây giờ tôi sẽ để các bạn thấy có hình dung hơn thôi. Như vậy là cái từ cái mô hình gọi là cơ sở dữ liệu quan hệ là các cái bảng đó, các cái bảng thì người ta dẫn đến khái niệm là phụ thuộc hàm. Hay là mỗi một phụ thuộc hàm nôm na là một cái quan hệ. Thì ở trong một trong cái bảng bất kỳ thì có thể có rất nhiều các cái phụ thuộc hàm, mà cái phụ thuộc hàm này nhé, lại phụ thuộc hàm lại phụ thuộc vào cái bài toán quản lý nhé. Đấy, để tôi nói luôn các bạn chỗ này, chỗ là một chỗ rất là quan trọng này. Đấy, thêm ý rất quan trọng nhé, khi phụ thuộc hàm đó cũng là hoàn toàn là phụ thuộc vào một cái bài toán quản lý cụ thể. Cụ thể nhé. Đây cho các bạn xem, tôi lấy ví dụ các bạn xem những cái này tôi nói là quan trọng đây nhé. À nói thêm một chút nữa là gì, quan hệ nhé. Nếu mà A mà suy ra B thì đây là quan hệ. Còn ngược lại là A là không suy ra B nhé. Tức là nôm na đây là A B là không liên quan gì đến nhau cả, đột lập với nhau. Thì như vậy là một A có thể ứng với nhiều B thì là không quan hệ với nhau. Tức là không quan hệ với nhau cả thì là chúng ta ký hiệu như này là không quan hệ gì với nhau. Được chưa? Thì cái việc mà quan hệ không quan hệ này này là nó lại liên quan đến cái bài toán quản lý nhé. Không hề chú ý là cái mô hình cái chú ý là cái mô hình quan hệ cái mô hình quan hệ mà chúng ta vừa tạo ra đấy, hay là cái mô hình phụ thuộc hàm đấy, hay là mô hình phụ thuộc hàm nhé. Phụ thuộc hàm là không phụ thuộc
vào dữ liệu, vào kiểu dữ liệu, vào kiểu dữ liệu, mà chỉ phụ thuộc vào cái bài toán quản lý. Cho nên luôn là xuất phát từ bài toán quản lý nhé. Bài toán quản lý là cái gốc rễ của tất cả cái phần này. Khi mà chúng ta đã dùng đến cái khái niệm là cơ sở dữ liệu là phải liên quan bài toán quản lý. Cái này là cái mà theo tôi biết là nhiều tác giả, nhiều sách họ viết họ nghĩ là đơn giản quá nên họ không nhắc lại cái ý này. Họ đã sa đà vào lý thuyết nhiều quá, họ quên mất rằng là cái bài toán quản lý là gốc. Và cái vùng quan hệ này nó phụ thuộc vào bài toán quản lý đó chứ không phải là phụ thuộc vào cái mô hình dữ liệu. Để tôi lấy ví dụ cho các bạn xem nhé, chúng ta thấy rất là rõ cái bài toán quản lý nó ảnh hưởng như nào đến cái phụ thuộc này. Ví dụ nhé, cùng kiểu dữ liệu, cùng có một kiểu dữ liệu là A và B. A là, ta lấy ví dụ A là họ tên. Họ tên giáo viên, ta làm quản lý giáo viên đi. B là cái môn học. B là môn học. Thì phụ thuộc vào các bài toán quản lý khác nhau. Chúng ta có thể có là gì, là A không suy ra B. Hoặc có thể là A suy ra B. Hoặc có thể là B suy ra A. Cùng nhé, cùng là kiểu dữ liệu, cùng là thuộc tính là môn học và học tên giáo viên. Thì tùy từ ứng dụng cụ thể chúng ta lại có cái này nhé. Như vậy nó rất khác nhau, bạn thấy không nào? Nó rất khác nhau. Đấy. Chứ không phải là bắt buộc là họ tên giáo viên là phải độc lập với môn học. Không phải là bắt buộc từ họ tên giáo viên suy ra là môn học. Hay ngược lại, không phải bắt buộc là từ B suy ra A, mà tất cả đều có thể xảy ra phụ thuộc vào cái mô hình quản lý chi tiết cụ thể. Lấy ví dụ chúng ta xem nhé, đây. Thấy ví dụ chúng ta thấy ngay là nó độc lập hay là không nhé. Này, tôi lấy ví dụ nhé. Ví dụ 1 này. Ví dụ 1 là chúng ta như sau. Là chúng ta là quản lý giáo viên ở trong một cái trường cấp 1, cấp 2. Trong cái file của chúng ta là có họ tên giáo viên, có họ tên giáo viên và có thêm cả cái gì, thêm cả cái môn học mà người đó dạy nữa, môn học. Thì một giáo viên có thể dạy nhiều môn học, đúng không nào? Nhưng một giáo viên là anh em Nguyễn Văn A đây, dạy cái môn là môn toán. Anh ta là có thể Nguyễn Văn A là dạy thêm cái môn địa chẳng hạn. Như vậy là một giáo viên dạy nhiều môn học. Cho nên hoàn toàn không có cái niệm, cho nên A là không suy ra B. Thế con nào, một cái A ứng với nhiều B thì ra A không suy ra B. Như vậy ví dụ 1 là quản lý giáo viên trong một nhà trường cấp 1, cấp 2 thì như thế. Ví dụ 2 là tôi quản lý, ví dụ 2 là tôi quản lý một cái giáo viên ở trong trường cấp 3. Mà trong trường cấp 3 của tôi, đặc biệt trường cấp 3 của tôi là cái trường mà giáo viên dạy một môn thôi, trường cấp 3. Quyết định của tôi là giáo viên dạy được một môn thôi. Đấy, thì như vậy là anh Nguyễn Văn A này bắt buộc dạy môn toán, không anh dạy toán không dạy môn khác nữa nhé. Là một giáo viên là dạy đúng một môn, dạy một môn. Đấy, thì như vậy là anh Nguyễn Văn A dạy môn toán duy nhất. Anh Nguyễn Văn B dạy môn lý là duy nhất, đúng không nào? Đây, tôi lấy ví dụ anh Nguyễn Văn B dạy môn lý là duy nhất. Như vậy là từ tên suy ra là môn học duy nhất. Vậy suy ra trường hợp này là A suy ra B. Như vậy là A mới có quan hệ với nhau nhé, A suy ra B. Mà thế như vậy là hai ví dụ khác nhau là ứng với cái khác nhau. Ta sang ví dụ 3. Ví dụ 3 là tôi quản lý các cái môn học ở trong trường đại học của tôi. Trong cái khóa cụ thể này. Và cái môn này là được xác định duy nhất là ai dạy cái môn này ở trong trường đại học của tôi. Nhưng cái môn là môn chuyên đề. Cái môn này là môn rất đặc biệt, là mỗi môn chỉ có một giáo viên dạy thôi. Và tôi là như vậy, làm cái như vậy đây là môn học. Đây là môn học nhé. Môn học. Đây là giáo viên dạy, vẫn là học giáo viên thôi, giáo viên dạy nhé. Như vậy là môn toán. Toán sơ cấp chẳng hạn. Giáo viên là Nguyễn Văn A. Đấy. Hai là môn giải tích. Giáo viên là Nguyễn Văn B. Như vậy là một cái môn học sẽ suy ra duy nhất là một giáo viên. Vậy ta có cái quan hệ là B. Như vậy là vẫn là giáo viên và tên giáo viên và tên môn vẫn một cùng kiểu dữ liệu đó, nhưng mà có chương trình thì lại là A lập với B,
có một cái trình khác về a suy ra b, có một trình khác thì lại là b suy ra a, các bạn thấy không? Như vậy cái việc này, cái việc mà a suy ra b và b suy ra a này này, nó là nó không phụ thuộc vào cái dữ liệu, mà nó chỉ phụ thuộc vào cái bài toán quản lý của chúng ta. Các bạn thấy như chỗ này là chỗ rất quan trọng, chỗ này là chỗ mà không, chỗ này là chỗ mà không, nếu không để ý kỹ là sẽ bị nhầm lẫn cái chỗ này. Như vậy là nôm na là tất cả cái việc đặt quan hệ là làm khóa, làm khiết, chỗ này khóa là liên quan đến quan hệ, liên quan đến quan hệ mà liên quan đến phụ thuộc hàm, cho nên là cái việc mà chúng ta luôn phải bám sát cái bài toán quản lý trên thực tế. Cho nên cái người thiết kế phần mềm ấy, mà anh đó mà không hiểu bài toán quản lý thực tế thì dẫn đến là sai hết. Rất nhiều trường hợp như vậy, thực tế rất nhiều ở Việt Nam mình thấy rất nhiều rồi, rất nhiều trường hợp là do cái người cái sự bàn giao giữa cái người quản lý đối với người chuyên gia tin học ấy không chặt chẽ. Nhưng mà cái anh làm tin học ấy, anh không hiểu được bản chất, không hiểu được chi tiết cách quản lý của cơ quan đó, và anh ta lập trình nhiều chỗ là theo chủ quan, và anh ta đã tạo ra cái quan hệ sai. Quan hệ sai là sau này nó dẫn đến là bản thân quản lý sai hết. Cho nên cái chỗ này là chỗ rất quan trọng nhé. Chỗ này là chỗ mà tôi thấy rất nhiều cái tôi đọc rất nhiều tài liệu trên nhiều trên thế giới vậy thôi, là họ không nhắc nhiều đến cái này. Đấy. Đây là chỗ mà theo tôi là cái chỗ này là cái chỗ mà giáo viên chúng ta có thể mở rộng ra cho học sinh biết, học sinh cho học sinh mà học sinh nào nó thấu hiểu được thì càng tốt nhé. Thế như vậy vẫn là AB thôi, vẫn là một bên A là tên của giáo viên, B là tên môn học, nhưng mà cũng thấy là nó khác nhau, không lúc thì A suy ra B, lúc thì B lại suy ra A, mà lúc thì là A B là độc lập với nhau. Đấy, thì nhìn vào có thể ta được có rất nhiều ví dụ khác nữa nhé. Đây thì tôi chỉ lấy ví dụ đơn giản như vậy thôi. Được rồi, thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xem lại cái này. Đây. Như vậy khái niệm phụ thuộc hàm là khái niệm như này, tôi nói nó nhanh nhé. Cái này thật ra cái phần này nếu mà học sâu hơn thì riêng về cái phụ thuộc này là nó có hẳn, thậm chí nó có hẳn quyển sách dày hàng mấy trăm trang để mô tả cái phần này, riêng cái phần phụ thuộc hàm nhé. Nhưng mà chúng ta không cần đi không cần đi sâu, nhưng mà tôi chỉ nói sơ lược thôi nhé. Đấy. Như vậy là khi mà chúng ta mô tả các cái quan hệ hàm ấy thì là có thể là ví dụ là x thì mũi tên y là y phụ thuộc vào x gì, hay là x gì quyết định y. Tức là gì? Tức là một cái bản ghi của một dữ liệu x gì xác định duy nhất y. Và nó có thể có dạng là x gì kèm là xác định là y z t nhiều thứ, hoặc là ngược lại là nhiều cái phần tử của một nhiều cái nhiều cột xác định một cột, hoặc là nhiều cột khác. Có ba tính chất rất đơn giản nhất là tính chất phản xạ, tính chất tăng cường và bắc cầu là như này nhé. Này là tôi nói nhanh nhé. Tính chất là đây là ba nhất chính thì tôi nói nhanh thì nó cũng phần này cũng đơn giản mà nhé. Các cái có ba tính chất rất quan trọng nhé, cũng dễ hiểu thôi. Các tính chất của phụ thuộc hàm hay của quan hệ nhé, hay là phụ thuộc hàm viết tắt là PD nhé, cho nó dễ nhé. Là FD đúng không? Nó là cái từ trong cái thứ Anh, nó là FD. Đây này, FD là functional dependency nhé. Đấy, thì ta ra FD. Thì thế nào là phản xạ hay là tầm thường là cái gì? Đây, một là phản xạ. Tức là nếu mà bất cứ x y nào chứa thì ta sẽ suy ra y. Tức là nếu mà y là thuộc tính y nằm trong cái tổ hợp của cái thì nó sẽ suy ra luôn, cái hiển nhiên thôi. Đấy. Đó phản xạ. Hai nó gọi là tăng cường. Tăng cường là như thế này. Tăng cường là nếu mà x gì mà suy ra y thì là zx suy ra zy. Cái này thì hiển nhiên đấy. Chỉ suy ra y rồi thì hiển nhiên là cái này đúng không? Nhưng mà cái này gọi là tăng cường. Cái thứ ba là bắc cầu. Cái thứ ba là bắc cầu. Bắc cầu cũng hiển nhiên là nếu x gì mà suy ra y nhé, y phụ thuộc x thì y lại suy ra z thì suy ra là x thì sẽ suy ra z. Cái này hiển nhiên đúng không?
một x sẽ duy nhất y, một y sẽ duy nhất z, mình suy ra là x thì sẽ duy nhất z. Đấy, thì đó là ba cái này rất hiển nhiên. Tiếp theo nữa gì, tiếp theo nữa là cái này, tiếp theo nữa là cái khái niệm là các cái phân loại phụ thuộc tầm thường, phụ thuộc không tầm thường, phụ thuộc đa giá trị, phụ thuộc chuyển tiếp, phụ thuộc đầy đủ và phụ thuộc một phần. Thì cái này chúng ta cần biết không nhỉ, cái này đây này, thì nó là cái này này, từ nhanh nhé. Phụ thuộc tầm thường chính là phụ thuộc là đây, tầm thường chính là phụ thuộc, chính là phản xạ đấy. Phụ thuộc không tầm thường là phụ thuộc mà không phản xạ. Đa giá trị là như thế này, đây tôi nhanh như các bạn, nhưng tôi nhớ lại là 1, 2, 3, 4, 5, 6, tầm thường, không tầm thường, đa giá trị, phụ thuộc chuyển tiếp, đầy đủ và một phần là cái gì? Tôi nói nhanh nhé, cái này đưa ra cái môn toán học cho nó dễ, thực ra nó có thể mô tả bằng, có thể mô tả cái này bằng bằng các ví dụ cụ thể cũng dễ hiểu. Thì đây là phân loại nhé, phân loại. Một là tầm thường, chính là cái dạng là x, y này, hiển nhiên. Và thứ hai là không tầm thường, thì không là không tầm thường. Nôm na là gì? Nôm na là x, y, vân mà kéo sang cái này mà là a, b, c, thì tất cả những cái a, b, c nó phải khác cái bên này, nó khác nhau hết, không gì chung bên này cả, thì nó gọi là không tầm thường. Vì nó khác đi là không tầm thường, tức là không phải là tầm thường, đúng không? Đấy, như vậy là nôm na là như vậy nhé. Tức là cái a, b, c phải khác hẳn với x, y, z bên này. Đấy, nó không tầm thường, không tầm thường tức là không phải là không tầm thường, tức là không tầm thường. Nôm na là phủ định của tầm thường nhé. Loại thứ ba là loại gì? Loại thứ ba là gì nhỉ? Để xem lại. Loại thứ ba là đa giá trị, xong là thứ tư là chuyển tiếp. Hai đấy là cái loại thứ ba nhé. Loại thứ ba là đa giá trị. Đa giá trị. Tức là gì? Tức là cái loại là như này, là cái loại là một cái x gì? Có thể kéo theo là a và b, a b độc lập với nhau. Nôm na thì nôm na là gì? Nôm na là một cái x gì có thể dẫn đến a và b, và trong đó trong cái a b này có thể trùng nhau. Ví dụ nhé, ta lấy ví dụ là cái khái niệm như này là đa giá trị. Đây là AB đồng lập với nhau đấy, ý là AB đồng lập với nhau. Để tôi xem chỗ này. Đây nhé, tôi lấy ví dụ nhé. Tôi lấy ví dụ như là mã học sinh sẽ suy ra là gồm có là tên học sinh và nam nữ nhé. Mã học sinh như là 011 ứng với tên là Vinh nam, xong là 012 ứng với tên là vẫn là Vinh nhưng mà là nữ. Như vậy là cái Vinh này trùng nhau này. Đấy. Nó gọi là đa giá trị, nó gọi là đa giá trị. Đấy. Thì cái này nó gọi là đa giá trị. Loại thứ tư là gì? Là chuyển tiếp, là phụ thuộc chuyển tiếp. Bốn là chuyển tiếp. Là như thế này, là nếu mà x gì mà kéo mà thuộc vào a b c nhưng mà lại b lại thuộc vào c thuộc vào b, thì cái này nó gọi là chuyển tiếp. Này, cái này là chuyển tiếp, gọi là chuyển tiếp. Để tôi lấy ví dụ nhé, nó nhiều lắm, cái này nó có nhiều cái dạng như này, nó có nhiều lắm, cái này nó lại cũng là hiển nhiên thôi, đúng không? Tôi lấy ví dụ như thế này, đây ví dụ nhé, một cái mã học sinh mà kéo theo là tên học sinh
tên học sinh. Ví dụ này B và C đây thì xem thế nào cho nó có thể nó cái thằng này lại phụ thuộc vào thằng này nữa. Nó phụ thuộc vào nhau. Đợi một chút nhé. Mã học sinh nhé. Sau đó là tên học sinh, sau đó là gì? Sau đó là chứng email. Email, sau đó là gì? Sau email lại là gì? Sau email thì lại là địa chỉ chẳng hạn. Đấy. Được chưa? Mã học sinh quyết định hết tất cả này. Nhưng thằng địa chỉ thì phụ thuộc vào email. Thì lấy ví dụ như vậy. Tự địa chỉ phụ thuộc vào email. Đấy. Email. Thì có thể là thế là không được. À, thì là nó gọi là chuyển tiếp. Tiếp theo nữa là gì? Tiếp theo nữa là một cái loại nữa là gì? Là cái loại nữa là gì? Đầy đủ và một phần. Thì tôi định nghĩa một phần trước, còn không một phần, không phải là một phần thì nó là đầy đủ. Thì một phần là cái này. 4 5 là một phần. Còn cái 6 là đủ, không phải một phần. Tất nhiên chúng ta có x và y kéo theo z. Nhưng lại có là y kéo theo z thì như vậy là một phần. Cái này là một phần. Thì nó một phần nằm trong cái này. Thì cái này nó là một phần. Nó là một phần. Đấy. Thì trường hợp này nó gọi là cái thằng này cả hai này cái thằng này thì cái thằng này bản thân cái này là đủ một cái đấy rồi, một cái phụ thuộc rồi, thậm chí không cần cái này nữa, thậm chí như vậy cái trường một phần là có thể bỏ ít đi tạo thành cái đầy đủ nhé. Được chưa? Thì như vậy là đây là các cái định nghĩa, nhưng mà loại thứ sáu là đầy đủ, là không phải là một phần, là đầy đủ. Đấy, thì đây là các cái định nghĩa đơn giản nhất. Rồi bây giờ chúng ta sẽ sang dựa trên những cái định nghĩa và những phân loại này, bây giờ chúng ta sẽ nói sang tiếp theo là nói sang cái khái niệm về khóa. Đấy, chỗ này là chỗ nhé. Định nghĩa khóa. Thật ra trong sách giáo khoa chúng ta chỉ cần biết hai khái niệm thôi là khóa chính và khóa ngoài thôi. Còn tất cả cái khác thực ra là không, theo tôi là không lắn hơn, vừa không có trong sách giáo khoa mà lại vừa không cần thiết dạy cho học sinh. Đấy, hoàn toàn không nên dạy cho học sinh. Học sinh nó sẽ không hiểu gì cả và nó sẽ làm cho học sinh là loạn lên. Tuy nhiên thì là giáo viên ấy thì cũng có thể nên biết một chút. Rồi thì bây giờ tôi định nghĩa sơ rồi chúng ta hình dung nhé. Cái này hôm trước chúng ta cũng nhìn trên nhóm chúng ta đã có tranh luận với nhau và chúng ta thấy là hình như trong cuốn sách giáo khoa của cả hai bên đều có cái định nghĩa và có cái từ ngữ nó khác nhau, nhưng mà thực chất nó là một thôi. Đó là một định nghĩa về khái niệm khóa là một này, khái niệm là khóa chính này, khái niệm là hiện nay trong sách giáo khoa đều có cái định nghĩa, một định nghĩa về khóa, hai định nghĩa là khóa chính và ba định nghĩa là khóa ngoài. Đấy, khóa ngoài thì nó là cái gì? Thì bây giờ tôi nói luôn nhé. Thế nào là khóa cái định nghĩa khóa tổng quát của chúng ta đấy, thì nó chính là cái định nghĩa là chính là siêu khóa nhé. Ngoài ra có khái niệm là khóa dự phòng hay là candidate khóa và khóa thay thế và khóa chính, sau đó đến khóa ngoài, sau đó là khóa tổ hợp và khóa duy nhất. Như vậy có thêm các từ ngữ nữa nhé. Thì bây giờ tôi xin định nghĩa cho các bạn xem nhé, một số khái niệm để chúng ta hình dung thôi, chứ không cái này là không cần thiết phải đi sâu vào làm gì cả, vì nó không quan trọng. Theo tôi là tất cả đều không quan trọng, nhưng mà cũng nên biết một chút. Thì đầu tiên thế nào là khóa? Nôm na là gì? Nôm na là cái khóa là một hay là nhiều cái cột mà nó xác định duy nhất toàn bộ cái là một hay là nhiều cột xác định duy nhất toàn bộ một cái bản ghi. Thì nó gọi là cái đó nó gọi là khóa, nghĩ đơn giản nhất nhé. Thì cái khóa đó thì cái định nghĩa đó chính là nôm na nó chính là siêu khóa đấy. Thì cái định nghĩa khóa hiện nay vẫn có thì gần như nó đồng nhất với siêu khóa. Hay tổng quát thì siêu khóa là hợp của tất cả các loại khóa gộp lại thì nó là siêu khóa. Thì nôm na là siêu khóa chính là tất cả những cái mà nó gọi là khóa ở trong một cái bảng, tức là những cái mà quyết định phần còn lại của bảng. Thì trường hợp đầy đủ nhất là toàn bộ tất cả cột nôm na nó là một loại khóa, đúng không nào? Đây này, bây giờ
Mình đi lại cho các bạn xem nhé. Thì chúng ta cứ đi sâu vào cái gọi là về mặt toán học thì cho làm như sau. Đầu tiên khái niệm là khóa nhé. Nghe tôi mô tả các bạn. Em cứ đi sâu vào mà nó đều bắt nguồn từ quan hệ hết. Đầu tiên là khái niệm khóa. Đây, khái niệm khóa. Khái niệm khóa nhé. Khóa là gì? Định nghĩa khóa mình theo thông nghĩa thông thường mà nói thêm một chút nhé, là khi các bạn mà xem các tài liệu của nước ngoài ấy, của các tác giả khác ấy, thì mỗi ông là định nghĩa một kiểu khác nhau, chung là họ cũng đa dạng lắm. Cái này đây là một cái điều mà tôi thấy là lạ đấy. Thấy là lạ là riêng cái môn toán ấy, cái môn toán là môn tương đối chặt chẽ, hầu hết chúng ta có thể mở ra các khái niệm cơ bản về định nghĩa về số nguyên, về số thực, về số hữu tỉ, thì tất cả các sách giáo khoa toán trên thế giới hầu hết có định nghĩa là giống nhau. Nhưng riêng môn tin thì không. Cái này có lẽ đặc thù của cái môn tin là cái môn nó rất là gần, có ý nghĩa ứng dụng cao và nó cũng mới hình thành. Nhất là cái môn tin ứng dụng hay là môn tin, cái ngành môn tin khoa học máy tính cũng vậy thôi. Cùng một khái niệm đó thì các cái sách khác nhau là viết có thể có từ ngữ nó khác nhau, nhưng bản chất nó là một thôi. Thì khóa là cái gì? Nôm na khóa là như sau. Nôm na khóa là gì? Khóa định nghĩa theo định nghĩa chính thức nhé. Khóa mà theo tôi hiểu là một hay nhiều cột, hay nhiều thuộc tính, một hay nhiều cột mà nó xác định duy nhất toàn bộ mà các thuộc tính khác, toàn bộ các thuộc tính khác. Đấy. Tức là cái cột này là cái này nó phải là duy nhất, nó phải là duy nhất này. Không có hai cái hàng nào là giống nhau về khóa. Đấy. Và nó sẽ duy nhất các phần còn lại của nó nữa nhé. Tôi lấy ví dụ nhé. Như vậy là ví dụ tôi đã kiệu bằng con, tôi lấy ví dụ tôi lên để cho mô hình về mặt toán học nhé. Tôi thôi R là một cái quan hệ này, R là một quan hệ gồm có các cái thuộc tính như là A1, A2, AK nhé. Thì khóa là nôm na là một tập quan của cái này. Ví dụ kiệu của nó là x x1, x2, xm. Thì nếu mà K mà kéo theo R như này thì người ta gọi cái này là khóa. Tức là nó là mọi cái hàng của R là phụ thuộc vào cái K. Thì nếu mà K mà chính bằng R thì như vậy toàn bộ nó là một khóa. Nó là khóa hiện ra, nhưng mà vấn đề tôi muốn cho nó nhỏ lại, cho nó bé lại thì là khóa, được chưa? Đấy. Thì như vậy là trong một cái theo định nghĩa khóa này nhé, thì nó là yêu cầu là tất cả cái không thể có hai khóa là trùng nhau. Mà nó cho phép khóa là bằng nun nhé, cho phép. Được rồi, thế bây giờ chúng ta sẽ bây giờ cái định nghĩa này nó tổng quát quá và nó không có ý nghĩa gì cả nữa. Mà cái định nghĩa này nó chỉ gọi là siêu khóa đó. Cái này đồng nghĩa khái niệm siêu khóa nhé. Nó là super key đấy. Thế bây giờ chúng ta cần phải thu nhỏ nó lại cho nó tối thiểu lại cái này. Và nó không có niệm, các cái này phải đối lập với nhau, không có niệm là phụ thuộc vào nhau nữa. Thì cái đó thì nó thu lại đó, thì cái việc cần phải thu nhỏ là khái niệm thứ hai, là chúng ta thiết lập ra cái khóa nôm na là cái khóa tối thiểu, nhưng không từ đó. Thì cái khóa mà chúng ta thu, tức là cái khóa nhưng mà trong đó là gì? Cái khóa nhé, là cái khóa mà thỏa mãn thêm hai điều kiện sau đây này, là không có phụ thuộc trong khóa, không có phụ thuộc bên trong của khóa đó. Tức là không có chuyện là một cái khóa gồm có là A B mà là A chứ A mà A B phụ thuộc vào A thì không được. Và cái thứ hai là nó phải khác nhau, nó phải là duy nhất, thì nó không chứa nun. Đó. Thì một cái khóa của bạn như này thì người ta gọi là khóa dự phòng nhé. Người ta gọi là khóa dự phòng. Cái này các học sinh không được học nhé. Khóa dự phòng. Nôm na là cái khóa dự phòng là cái khóa mà là tối ưu nhất đấy, là khóa tối thiểu nhất đấy. Hiện nay là trong cái về khóa chính ý,
ở trong cuốn sách Kết nối tri thức thì người ta viết là đó là cái khóa, là khóa nhưng mà nó tối thiểu, không thể nhỏ hơn được nữa. Còn ở bên cánh diều thì người ta nghĩ là người ta mô tả nó cái khóa mà không có phụ thuộc bên trong của khóa nữa, thì hai cái là một, mà nó là tối thiểu, không thể có cái chuyện là khóa mà lại là không thể có cái niệm là khóa k mà bằng ab mà a suy b thì không được. Trường hợp này thì trường hợp này là trường hợp mà nó không đúng với cái khóa dự phòng. Đấy, khóa dự phòng nhé. Nhưng khóa dự phòng là cái mà nó là cái tối thiểu nhất, là khóa tối thiểu nhất đấy. Đây cho các bạn xem cái khái niệm về khóa dự phòng nhé. Đây tôi lấy ví dụ nhé. Chúng ta có cái bảng học sinh mà có là mã học sinh này. Mã học sinh này. Được rồi. Có tên học sinh này. Tên học sinh này. Xong cho thêm là căn cước công dân này. Đấy. Xong chúng ta có email này. Email này. Rồi làm gì? Rồi làm địa chỉ này. Đấy. Địa chỉ vân vân. Thì trong cái bảng này thì mã học sinh là một khóa. Đây là khóa này. Đây là khóa nhé. Đây là khóa dự phòng. Khóa dự phòng. Còn siêu khóa là nhiều lắm, khóa dự phòng nhé. Được. Nhưng mà dùng mã học sinh là khóa cũng được, khóa dự phòng căn cước công dân cũng là khóa vì nó duy nhất mà nó không ấy. Cũng là khóa dự phòng. Khóa dự phòng. Vâng. Email cũng có thể là khóa dự phòng được, email là cũng là duy nhất, không không có học sinh nào mà là trùng email. Cho nên là trong với cái bài này, với cái bảng này thì có thể dùng mã học sinh là khóa dự phòng cũng được, dùng là dùng công dân là khóa dự phòng cũng được, và là email tất cả đây là khóa dự phòng, được chưa? Rồi và chúng ta sang khái niệm tiếp theo, chúng ta sang khái niệm là khóa chính và khóa. Để tôi xem lại cái từ tiếng Việt nhé. Candidate là khóa dự phòng. Đấy, sau đó chúng ta có điều là khóa chính và khóa ngoài, à và khóa khóa thay thế. Được rồi, thế bây giờ chúng ta nhớ nhé, chúng ta có cái khái niệm là khóa chính và khóa thay thế là cái gì, sau này khóa dự phòng thì như sau nhé. Thì một một cái tiếp theo là cái khái niệm là khóa chính rất quan trọng này, này khái niệm là đây là khái niệm chính nhất nhé, primary key nhé. Là khóa chính, đây là khái niệm quan trọng nhất mà cái phần này phần học sinh cần phải biết đấy, khóa chính. Bây giờ tôi sẽ mở rộng ra cho các thầy cô hiểu hơn. Được chưa? Thì khóa chính là cái gì? Khóa chính chỉ là một khóa dự phòng mà chúng ta chỉ định là khóa chính. Khóa chính chỉ là một khóa dự phòng được chỉ định, được người thiết kế được chỉ định làm khóa chính. Và như vậy trong một cái cơ sở liệu chỉ có một khóa chính thôi, chỉ định là khóa chính, được chưa? Nhưng mà chúng ta có thể định nghĩa là mã học sinh là khóa chính được, hoặc có thể là các công dân là khóa chính được, email chính được, tùy các bạn nhé, tùy tùy cái định. Nhưng mà tôi lấy ví dụ dùng này là khóa chính, là cái này là PK, tiếng Anh thì nó là PK. Như vậy là ở trong một cái như vậy nôm na là khóa chính là một cái khóa mà chỉ duy nhất có ở trong một cái bảng, và khóa đó là thỏa mãn, nó là một cái khóa xác định duy nhất toàn bộ cái phần còn lại của cái thuộc tính, nhưng mà nó là tối thiểu, không thể mở, không thể bé nhỏ nữa, nên là nó có đùng dùng, nó là có nhiều cột ấy, không có cái điểm là các cột đó là phụ thuộc vào nhau, thì nó gọi là như vậy là khóa chính là một cái khóa dự phòng nào đó mà được người thiết kế là chỉ định làm khóa chính, chỉ có một khóa chính thôi. Rồi thế thì nếu một khóa chính rồi, trong trường này bài này là cái này nó có ba khóa đâu, ba khóa dự phòng, đây một khóa dự phòng thứ nhất, khóa dự phòng số 2, khóa dự phòng số 3, và ba khóa này khóa nào cũng thể làm khóa chính được. Thì nếu dùng chỉ định là số 1 là PK rồi thì 2, 3 là cái gì? À, thì nếu mà một là PK rồi thì 2K nó gọi là khóa thay thế. Khóa thay thế. Nhưng mà chúng ta thấy chúng ta có ba khái niệm nhé. Ba khái niệm. Một là gì? Đầu tiên khái niệm là khóa, hiểu rồi, khóa. Tất cả cái gì mà xác định toàn bộ thì con xác định toàn bộ cái bảng ghi đó thì gọi là khóa. Thì ta dùng cái này là supper. Supper khóa nhé, là khóa là gọi là siêu khóa nhé. Thì con người này có nhiều lắm, tất cả là gộp lại là rồi. Thế được cái khóa mà nó nhỏ nhất mà nó không chứa nôm, nhỏ nhất thì nó gọi là khóa dự phòng. Tức là dự phòng là cái khóa, dự phòng là cái khóa mà có thể dùng là khóa chính bất cứ lúc nào, khóa dự phòng, được chưa?
Rồi, thì bây giờ trong khóa dự phòng này lấy ra một khóa là khóa chính, thì người ta gọi là khóa chính, gọi là PK, khóa chính. Khóa chính. Thì nếu một khóa dự phòng đã định là thiết lập là khóa chính, thì phần còn lại, cái khóa dự phòng còn lại, thì người ta gọi là khóa, khóa thay thế. Đây là tôi cho các bạn xem một vài cái ấy thôi, vài cái định nghĩa của khóa thì cũng quan trọng đối với ta, đối với học sinh chúng ta, chúng ta chỉ cần nói một câu nói về khóa, khóa chính thôi, chúng ta chỉ có dạy cho học sinh khóa chính, thậm chí không cần nói về khóa, ta nói về khóa chính thôi. Khóa chính là PK. Đấy. Khi tạo một cái bảng ấy, thì của cơ sở dữ liệu quan hệ thì nói chung là nên có một khóa chính, chỉ có một thôi nhé. Nhưng cũng có thể định nghĩa khóa là định nghĩa cái bảng là không cần định nghĩa khóa chính, và sau này chúng ta có thể bổ sung khóa chính cũng được. Nhưng mà nói chung là về nguyên lý, về nguyên tắc để thiết kế cho hoàn chỉnh, chúng ta bắt buộc phải tạo ra một khóa chính ở trong một quan hệ, trong một cái bảng. Được chưa? Còn các định nghĩa sau thì dễ rồi, cái định nghĩa sau là định nghĩa này đây. Định nghĩa sau là cái còn khóa ngoài thì hiểu rồi, khóa ngoài là cái rất quan trọng, là nó mô tả quan hệ giữa hai cái bảng tôi nói sau. Còn cái khóa mà chỉ có cái khóa mà nó gồm có nhiều hơn hai thuộc tính thì nó gọi là composite khóa hay là khóa tổ hợp, bao gồm là hai hoặc nhiều hơn các cột. Còn tất nhiên là đã là khóa đã là khóa dự phòng, khóa thay thế và khóa chính đều là khóa duy nhất hết. Và đã là khóa thì là phải là duy nhất rồi, nhưng mà có thể có luôn là siêu khóa, nhưng còn đã là khóa chính, đã là khóa dự phòng thay thế thì không có luôn. Được chưa? Thì đó là cái khái niệm khóa, chúng ta chú ý nhé. Đấy. Còn thiết kế cơ sở dữ liệu quan hệ ấy, thì làm một chuyện rất là phức tạp nhé. Thì cơ sở dữ liệu quan hệ là một công việc rất là khó và chuyên nghiệp, đòi hỏi kinh nghiệm và nhiều hiểu biết về bài toán quản lý nữa. Cái người thiết kế cơ sở dữ liệu là người phải nắm vững cái bài toán quản lý, phải thiết kế theo đúng cái bài toán quản lý. Thì đây là một số gợi ý khi thiết kế cơ sở dữ liệu quan hệ này, là đơn giản nhất có thể này, theo đúng yêu cầu của bài toán quản lý này. Mỗi bảng nên có một khóa chính và nên là một cột đơn. Đấy. Có thể dùng tổ hợp được, nhưng mà người ta khuyên là không nên dùng khóa chính là tổ hợp, mà nên tạo ra một cái cột nữa để đóng vai trò là khóa chính. Thông thường bây giờ khi mà cái khóa tổ hợp thì người ta tạo ra một cái khóa chính, nó đóng vai trò là cái ID đấy, cái ID của cái cột đó, của cái bảng đó, thì người ta gọi đó là khóa chính nhé, và tuân thủ theo thiết kế chuẩn hóa dữ liệu. Thì cái phần này là cái phần mà nói chuyện là cái phần mà chúng ta sẽ không dạy cho học sinh, rất là khó luôn. Thì tôi sẽ nói nhanh này thôi, không chúng ta không cái này nếu mà sửa mà các thầy cô mà muốn trình bày sâu hơn ấy, thì có thể có một buổi khác tôi trình bày sâu cái này, mấy tôi chỉ nói sơ sơ đấy nhé. Thì các bước chuẩn hóa quan hệ là gì, là đầu tiên là chúng ta đưa tất cả các dữ liệu của quản lý, tất cả các trường, các thuộc tính quản lý vào một cái bảng to tướng. Cái bảng đó có thể có hàng trăm thứ khác nhau. Sau chúng ta sẽ chuẩn hóa dần cái bảng đó, tách ra thành cái bảng con, tách ra. Đấy, thì thông thường thì tách ra đến bước thứ là bước chuẩn hóa bước 1 này, bước 2 này, bước 3 này, đến bước này là xong. Còn bước 4, 5 thì là ta có thể làm tiếp nữa thì càng tốt. Hiện nay tôi nói chuyện với thầy cô nhé, hiện nay cái mô hình là chuẩn hóa quan hệ này vẫn đang là phát triển nhé, hiện nay vẫn chưa phải là dừng lại, người ta vẫn đang phát triển nữa về mặt lý thuyết. Vì nó trên thực tế nó rất đa dạng, thực tế cái bài toán quản lý nó vô cùng đa dạng. Khi mà cơ sở liệu nó có hàng trăm ngàn cái bảng ấy, thì nó kinh khủng khiếp, nó nhiều dữ liệu, và lúc bây giờ rất là khó để quản lý. Cho nên là người ta vẫn đang phát triển tiếp về lý thuyết này, chứ không phải là dừng lại. Hiện nay cái chỗ này vẫn là cái chỗ là chuẩn hóa quan hệ này, nó vẫn làm cái mô hình là mở. Nhưng mà hiện nay trong hầu hết tất cả các cái chương trình dạy cho sinh viên ấy, thì người ta chỉ dừng lại ở đến bước 4 thôi. Tức là bước 3A, bước này dừng lại tới đây thôi, là hết. Yeah. Còn không, người ta không nói thêm về 4 năm nữa, 4 năm là cái vẫn đang phát triển. Thế nên còn có người viết bước 6 nữa, còn bước 7 nữa cơ. Nhưng mà thôi, thì tôi nói nhanh nhé để chúng ta hình dung nhé. Đầu tiên là phải chuẩn hóa, đầu tiên là bắt buộc phải có là dữ liệu không có phép hai hàng trùng nhau. Hiển nhiên là không,
hai hàng trùng nhau thì là vô nghĩa quá. Đầu tiên là các cái hàng là phải khác nhau, là bước không. Bước 1 là mỗi cột phải là cái mũi thu thuế nhỉ, phải là có giá trị đơn và có một tên duy nhất. Và như vậy là không không có chuyện là một cái cột mà cùng ghi hai thuộc tính, không có thể có một cột ghi là không có thể một cột ghi là họ tên nam nữ vào cùng một cột, không thể có. Nó phải là cột họ tên riêng, nam nữ riêng, mỗi cột là một có một tên duy nhất và có có một giá trị đơn. Đó là bước 1 nhé, chuẩn hóa. Như vậy bước 1 là gì, là chúng ta tách ra những cái cột cái thuộc tính cần quản lý đó, tách ra thành những cái cột độc lập, các cột mà nó không bị là không có chuyện là một cột là gồm có hai dữ liệu hoặc là ba dữ liệu. Bước thứ hai là chúng ta phải tạo khóa chính, nhưng mà là xịn khóa chính, tạo khóa thôi, nhưng tạo khóa chính là các cái cột mà xịn duy nhất toàn bộ cái dữ liệu của cái bảng đó. Và trong cái khóa chính đó là không phụ thuộc một phần trong cái bảng đó, trong cái khóa chính đó. Thì trong định nghĩa của khóa chính là như vậy rồi, trong định nghĩa của khóa dự phòng là như vậy là có rồi, là một cái khóa như vậy nó phải là tối thiểu, không cho phép là một cái khóa là AB là A thuộc vào B thì không được. Nhưng đó là bước 2. Bước 3 là các cột mà không phải là khóa phải độc lập với nhau, không thể có chuyện là bước 3 là như này. Bước 3 là không thể có chuyện là như thế này đây, không thể có chuyện là như thế này nhé. Không thể có chuyện là chúng ta có một cái bảng, có một cái R bằng ví dụ như bằng X, Y, sau đó lại A, B như thế này nhé. Ví dụ như vậy. Sau đó ta định khóa của chúng ta là X, Y. Ok. Như vậy có thêm cái này nữa không được. Đấy. Đấy. Thì tất cả cái cột mà không phải là khóa chính là phải độc lập với nhau. Không có chuyện là độc lập với nhau. Đó là bước 3 rất quan trọng nhé, độc lập với nhau. Không có chuyện là trong đó lại có một cái khóa như này nữa, có một cái phụ thuộc như này nữa thì không được. Đó, chúng ta chú ý nhé chỗ này, cho nên là phần phải chú ý chỗ đó nhé. Đó. Rồi bây giờ tiếp theo là chúng ta đâu rồi đây nhé. Bước 4 là nếu có phụ thuộc vào AB thì A phải là super key. Tức là nếu có trường mà A thuộc B ấy, thì A là phải nằm trong khóa, không có chuyện là A là không khóa, không phải là khóa dự phòng mà vẫn có các cái điểm này. Đây tôi cho bạn xem cái chỗ này là chỗ mà nó hơi khó hiểu một chút đấy. Cái chỗ này này hơi khó hiểu một chút là như này này, đây. Chỗ này này nhé, để cho bạn xem nhé. Đây. Đây nhé. Ví dụ như là tôi viết lại được, tôi viết lại R của tôi là như này, tôi viết như này được nhé, là gồm có là K là mã học sinh. Được, ok. Cái R của tôi là như này, R của tôi là mã học sinh, tên học sinh là môn học đúng không? Là môn học là cái môn mà người học sinh đang học, đăng ký học một môn thôi nhé. Rồi là căn cước công dân, đấy, email, địa chỉ, được chưa? Đấy, thì email là địa chỉ, là email xuyên địa chỉ quan hệ, không sao hết nhé. Cái này không sao hết nhé, vì cái này nó là khóa, đây là khóa dự phòng, cái thằng này là khóa chính này, thằng này là khóa dự phòng, không sao hết. Nhưng mà như này không được này, như thế này không được, nhận đây, ví dụ như thế này thì không thể là không được. Đây, như thế này là không được nhé. Là nó vi phạm cái, như thế này là không được, nó sẽ vi phạm, đây này, nó sẽ vi phạm cái, nó vi phạm cái này, cái BCNF này, đấy. Tức là A, suy B nhưng A không phải là khóa, thì không được. Đây này. Ví dụ như này nhé, đây, R bằng này. Mã học sinh này, tôi viết tên lên trước nhé, CCCD này là khóa này, email là khóa dự phòng này đúng không? Thằng này là khóa chính này, thằng này là PK nhé, thằng này hai thằng này cũng là khóa, sau đó là tên học sinh, sau đó là cái môn học,
sau đó là cái địa chỉ, sau đó là có thêm cái mã môn ở đây, cái mã môn học. Đấy, cái mã môn học nó chẳng liên quan gì cả, mã môn học. Đấy, thì mã môn học này là nó suy ra cái môn học này. Như vậy đây có một quan hệ ở bên ngoài, cái mà là quan hệ từ mã môn học sang môn học nhé, vì mã môn học sẽ duy nhất cái môn học, mà cái mã này là không nằm trong cái khóa nào cả. Như vậy không được, chỗ này là bỏ, chúng ta cần phải bỏ đi cái này, cần phải xử lý để ta bỏ đi cái phần này. Thì cái này là, đây là bước được là cái bước 4, là cái bước là nó gọi là cái bước 4, là cái bước bước 4 này, bước trước 4 này, gọi là BCNF nhé. Rồi bước 4 là không có phụ thuộc đa giá trị, rồi là cái này các bạn cái tìm hiểu sau nhé. Nôm na là cái người mà thiết kế cơ sở dữ liệu là phải làm sao để thiết kế sao nó thỏa mãn cái này. Thật ra không cần học cái này vẫn có thể thiết kế được đúng, nhưng phải có kinh nghiệm thôi, kinh nghiệm là làm nhiều thôi. Nhiều người thậm chí có rất nhiều người mà là cái này nó thuộc vào cả cái khả năng của từng người một nữa. Tôi từng quan sát rất nhiều cái cơ sở dữ liệu của nhiều người thiết kế rồi, có rất nhiều người lý thuyết thì rất thành thạo, nói cái này nó vanh vách đây, nhưng mà khi thiết kế là rất là sở, rất nhiều bạn rất là dở, rất là sai, do là cái này nó có cả cái gọi là cái khiếu, cái năng khiếu của cái người thiết kế nữa. Không phải ai cũng thiết kế là chuẩn được. Cái này mà cái cơ sở dữ liệu mà không chuẩn ấy thì sau này nó sẽ làm khi mà lập trình ấy, khi mà ra phần mềm nó sẽ rất là ảnh hưởng. Chứ còn thiết kế cơ sở dữ liệu còn sai một chỗ thôi, không chuẩn một chỗ thôi là sau này nó rất là phiền phức, ra nó tạo ra dữ liệu thừa, tạo ra dữ liệu sai mà nó dẫn đến sai hệ thống thì rất là mệt mỏi. Đấy, các bạn thấy ngay bây giờ thỉnh thoảng ngân hàng, chúng ta vào ngân hàng chúng ta rút tiền mà thấy nó bị sai rồi, chúng ta đã nhân cho rút 10.000, máy nó trừ bé thành 20.000, như vậy là chi nó bị sai đâu đó mà chúng ta không thể biết được, rất là khó. Thỉnh thoảng một phần cũng có lỗi đó đấy. Cho nên là thiết kế một cái chương trình, một cái cơ sở liệu không phải là dễ. Những ai mà trong các cái cơ quan, trong những cái công ty, cái người thiết kế cơ sở liệu là người có lương rất là cao, cái người này cái người có cái tầm nhìn, có cái lương cao hơn tất cả những người khác. Còn cái người mà lập trình cụ thể nó lại dễ, tự thuộc vào cái việc chúng ta cần thạo các cái lập trình và thạo các ý nghĩa của các lệnh SQL chúng ta làm được. Được chưa? Nhưng mà tôi nói là phần này hơi bị nhiều nhất để chúng ta thấy hình dung. Như vậy là toàn bộ cái phần này nó rất đơn giản thôi, nhưng mà học sinh dạy đơn giản thôi, nhưng mà chúng ta nên biết sâu hơn một chút. Bây giờ tôi nói thêm một chút nữa, cái này các bạn cũng hiểu rồi, tôi nói thêm một chút nữa về khái niệm là khóa ngoài. Khóa ngoài là cái khái niệm rất quan trọng, là nó mô tả cái quan hệ giữa các cái bảng. Đây, cái này chúng ta biết rồi đúng không? Thì mỗi một cái bảng thông thường nó có một cái khóa, nó có một khóa chính thôi, và chính là thường người ta để lên đầu. Đây là khóa chính đây. Khóa chính đây. Thì trong các cái bảng này nó có thể có nhiều cột khác mà nó đóng vai trò là chúng ta muốn tìm hiểu thêm về cái đối tượng dữ liệu này. Đấy. Thì người ta ví dụ như là đây là cái mã liên quan đến bán hàng của tôi, thì đây là cái bảng đơn hàng nhé. Bảng đơn hàng thì có cái ngày này, có cái ngày cái ngày xuất đơn hàng này, rồi là đơn giá, rồi là doanh số này, rồi là vật tư chúng ta bán cái gì này, vật tư đúng không? Đấy. Vật tư rồi là ai, khách hàng nào, khách hàng là ai, khách hàng. Thì đây là cái bảng khách hàng đây, bảng tên khách hàng đây. Thì bây giờ tôi muốn tìm hiểu sâu hơn về khách hàng, thì tôi không thể đưa tất cả thông tin khách hàng vào cái bảng này, nó dài quá, tôi sẽ chuyển sang bên này là khách hàng đây. Bên này là khách hàng. Thì đây chính là mã khách hàng. Mã khách hàng. Và đây cột này chính là cột là mã khách hàng. Thì cột này nó ứng với là một cái bảng, một cái ở bên này. Đấy, thấy chưa? Thì từ đây thì tôi sẽ nó sẽ liên kết với bên này. Và nó thì cái này người ta gọi là cái cột này người ta gọi là cột là khóa ngoài FK. Nó liên kết với một cái PK ở một cái bảng khác. Đấy, rất quan trọng. Và nó dùng nó để chúng ta muốn tìm hiểu thêm khách hàng, chúng ta trỏ sang bên này. Cái hay rất hay của thật là gì, khi mà chúng ta tìm hiểu, chúng ta tìm kiếm thì chúng ta đang nằm ở cái hàng này, thì lập tức là bên này nó tự động chuyển sang đây hết, có liên hệ với kết với nhau mà. Như vậy nó ta chọn cho ta tìm thấy ngay khách hàng này tên là gì, họ tên là gì, nam hay là nữ, ở đâu, số điện thoại là như thế nào, email ra làm sao. Thì tất cả cái thông tin này mà không thể nằm bên này được, nó dài quá, để tách ra bên này thì nó hợp lý, được chưa?
Thì đây chính là khái niệm là khóa ngoài rất quan trọng luôn. Khóa ngoài liên quan đến FK ở một cái bảng khác. Như vậy là hai bảng liên kết với nhau bởi cái khóa ngoài của cái bảng gốc và cái khóa chính ở một cái bảng liên kết bảng bên ngoài. Thì đây là một trong những chỗ mà gọi là chỗ rất quan trọng của khái niệm mà cơ sở được quan hệ đây. Liên quan đến nhau thông qua cái PK và FK. Đó. Thì khi chúng ta định nghĩa một cái bảng, chúng ta phải định nghĩa cái khái niệm thiết kế định nghĩa bảng, chúng ta phải định nghĩa tên các cột, kiểu của cột, xác định PK và xác định FK. Tất nhiên rồi, xác định FK. Đây thì đó là cái. Thì đây là toàn bộ cái phần tôi vừa mới trình bày xong là cái phần liên quan đến cái mô hình cơ sở dữ liệu mà chúng ta và lý thuyết ấy, mà trên lớp chúng ta học rất ít thôi. Đây tôi nói thêm một chút nữa nhé. Rồi, các bước chuẩn hóa đây nhé. Đấy, biệt sang cái SQL nhé. Đấy, thì SQL là nó làm cái lý thuyết mà nó dùng cái ngôn ngữ đặc biệt để làm việc với các cơ sở dữ liệu quan hệ, đúng là như vậy. Thì nó làm cái ngôn ngữ mà nó không phải lập trình nhưng mà nó gần như lập trình. Nó là các lệnh độc lập giống lập trình ấy, và nó sẽ thao tác với các cơ sở dữ liệu quan hệ. Thì nó có, thì ta chia làm thành những cái nhóm như này. Nhóm là nhóm có thể làm việc với cơ sở dữ liệu, tạo cơ sở dữ liệu, xóa cơ sở dữ liệu, tạo cái cấu trúc cơ sở dữ liệu, tạo các cái bảng, tạo các cái cột, rồi tạo các khóa, đúng không? Tạo khóa hay là xóa khóa, tạo các cái ràng buộc vân vân. Thì tất cả cái này nằm trong cái nhóm là các lệnh làm việc với cơ sở dữ liệu. Lệnh tạo khóa này, lệnh tạo bảng này, lệnh xóa bảng, drop xóa bảng này, lệnh alter, lệnh thay đổi bảng này, đấy, cái lệnh này. Lệnh nối bảng này, vân vân, lệnh đổi tên bảng này. Cái nhóm lệnh thứ hai là cái nhóm lệnh mà nhóm lệnh làm việc với bảng. Không, cái thứ hai là chỉ là làm về bảng đấy. Còn cái thứ ba là liên quan các cái query, cái thứ ba, cái tên là các cái lệnh cập nhật dữ liệu, là các cái lệnh là gì, là alter này, alter và insert, update, bên này là cập nhật dữ liệu đấy. Và cùng là truy vấn là nó là cái này, truy vấn là cái này, để select một lệnh thôi. Đây tôi làm lại nhé. Như vậy ở đây tôi cho các bạn xem lại cái này một chút để tôi hình dung nhé. Đây. Và chia như sau. DLL là các lệnh định nghĩa dữ liệu. DML là các lệnh là cập nhật, thay đổi dữ liệu. DLL nhé. DDL là cái này. Đây là cái này. Cái lệnh định nghĩa dữ liệu. Còn đây là cái là cập nhật, thay đổi dữ liệu. Đúng không? Thay đổi dữ liệu. Còn TCL là các lệnh là điều khiển giao dịch dữ liệu. Đây, giao dịch dữ liệu. Cái phần này chúng ta không học tí nào, vì đây là phần rất là khó. Bởi tôi nhắc lại nhé, đây là lệnh truy vấn dữ liệu, nhắc lại một tí này để coi hình dung nhé. Đây là các lệnh là định nghĩa dữ liệu. Gồm các lệnh là tạo bảng, xóa bảng, thay đổi cấu trúc của bảng. Thay đổi có thể chúng ta có thể bỏ khóa thay khóa khác, bỏ khóa này thay khóa khác, vân vân. Đây là định nghĩa. Đây là các lệnh là cập nhật dữ liệu, gồm các lệnh là insert và update và xóa, đúng không? Xóa này là xóa dữ liệu ở trong bảng ấy, bổ sung bản ghi, sửa bản ghi, sửa một cái dữ liệu của bản ghi và xóa một bản ghi. Lệnh này là cái lệnh điều khiển về quyền, gồm có lệnh gán quyền và lệnh hủy quyền. Cái này thì phải có những chương trình rất, rất sâu sắc chúng ta mới làm, có nhiều người sử dụng. Còn người bình thường chúng ta cũng không, cái này là trong sách khoa như có nhưng mà chúng ta không, thôi là không quan trọng. Còn cái phần này là phần hầu như chúng ta không động đến nhé. Phần này là phần rất là khó. Đây là lệnh mà mô tả cái giao dịch. Đây là cái chỗ này là một trong những cái lệnh mà theo tôi là phức tạp nhất của cơ sở dữ liệu đây, của SQL. Nó bảo đảm là chúng ta ở trong hệ thống chúng ta có thể có hàng trăm, hàng nghìn người, hàng triệu người cùng vào cùng thao tác cả, làm sao nó không bị chồng chéo, nó không bị mất dữ liệu, nó không bị phá dữ liệu. Cái này là cái rất là khó nhé. Đặc biệt là có những cái giao dịch mà nó đòi hỏi là cùng lúc nhiều người vào, cùng người cùng vào cùng thực hiện, thì cái này là cái gọi là cái phần rất là khó, ngay chúng ta sẽ không học. Còn cuối cùng
Cái mà chúng ta học được nhất chính là cái này. Đây là cái phần select, tức là phần được truy vấn dữ liệu. Đây thì trong tất cả các lệnh này thì cái phần này là phần chính này. Cái phần khởi tạo này mà cập nhật cũng có, nhưng một vài lệnh đơn giản thôi, học ít thôi. Nhưng phần này là sẽ phần mà các thầy cô có thể cho xin làm bài nhiều, học sinh nhiều thực hành nhất là cái phần này, phần select này nhá. Được rồi, thì bây giờ tôi nói nhanh này. Đây, đây là các cái lệnh là làm việc cơ sở liệu gồm có các lệnh là lệnh tạo bảng này, để tôi mô tả cái cú pháp của các lệnh SQL nhé. Thì tức là các lệnh SQL là như sau này, là viết lệnh và chấm, sau đó kết thúc bằng 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 chấm phẩy, được chưa? Thì về mặt quy định mà nói thì là các lệnh của SQL là không phân biệt chữ hoa chữ thường. Chúng ta gõ chữ hoa chữ thường cũng được, tùy ý. Nhưng mà theo quy định thì khi mà viết ra thì những cái lệnh, những cái từ khóa chính ý, là chúng ta viết bằng chữ hoa. Còn các cái từ khóa, các cái tên bảng hay tên trường thì chúng ta không cần, hay là tên kiểu dữ liệu thì chúng ta không cần viết tên thường, chữ thường cũng được. Còn các cái từ khóa chính như là ks, database này, drop này là viết chữ hoa. Khi chúng ta gõ trên cái phần mềm ấy, gõ trên phần mềm thì đa số phần mềm mà là phần mềm client ấy, nó tự động đổi lên thành chữ hoa cho chúng ta, nó cũng thuận tiện lắm. Đấy, như vậy đây là khởi tạo cơ sở dữ liệu này, xóa cơ sở dữ liệu là như nào này, kết nối mở sử dụng cơ sở dữ liệu và xem cơ sở dữ liệu hiện có gồm có cơ sở dữ liệu nào và xem các bảng hiện có. Đấy là làm việc cơ sở dữ liệu nhé. Nhóm thứ hai là cái lệnh làm việc với bảng, tạo bảng. Đấy, tạo bảng cũng có nhiều cột, xóa bảng, thiết lập hóa chính, thiết lập hóa ngoài. Hai cái này là hai cái rất quan trọng. Thì chúng ta nói luôn nhé, khi thiết lập cái khóa chính ý, thì có hai cách. Một cách là viết ngay ở trên cái dòng lệnh trên cái hàng này, nếu mà khóa chính nó làm có một cột thôi, viết ngay trên này cũng được. Còn nếu có nhiều cột chúng ta viết xuống dưới này cũng được. Primary sẽ là mở ngoặc ra, ghi ra danh sách các cái cột đóng vai trò là khóa chính. Còn đối với khóa ngoài thì bắt buộc phải ghi như này, vì ghi foreign key, sau đó thì mô tả cái trường đóng sẽ làm khóa ngoài và nó liên kết với cái trường, với cái cột, với cái khóa chính của một cái bảng khác. Đấy, cái bảng thứ hai đây. Đây là xem cấu trúc bảng. Bây giờ chúng ta làm thử nhé. Đây là mấy lệnh thứ hai này. Chúng ta sẽ nhớ cái này. Tiếp theo là khi mà mô tả các cái database, data type là cái kiểu dữ liệu thì nó phụ thuộc vào cái hệ của cơ sở dữ liệu. Chúng nó giống nhau nhưng mà nó khác nhau, vì ở MySQL nó khác, Access nó khác, SQL Server nó khác, đấy, là Oracle nó khác. Thì chúng ta, nếu chúng ta mà làm việc trên MySQL, chúng ta chỉ làm việc với cái kiểu dữ liệu của MySQL thôi nhé. Đấy. Nhóm lệnh thứ 2B là các lệnh mà thiết lập ràng buộc dữ liệu bảng. Phần này là phần tương đối khó. Tạo ra các cái ràng buộc. Ràng buộc như là not null này, như là unique này, hay là primary key, hay là foreign key cũng là ràng buộc. Ngoài ra có ràng buộc là ràng buộc là default, ràng buộc là đặt xác định mặc định cho cái bảng, cho cái phần đó, hay là ràng buộc là check, kiểm tra nếu mà dữ liệu đó thỏa mãn điều kiện nào thì nó được phép nhập. Hay là cái lệnh là tạo index, khi mà tạo chỉ số cho một cái cột dữ liệu ấy thì cột đó bắt buộc phải là duy nhất, nhưng mà khi tạo dữ liệu thì sẽ tìm kiếm rất là nhanh. Những cái mà cái dữ liệu nào mà nó lớn ấy, thông thường dữ liệu mà cho cần tìm kiếm ấy, nó lớn ấy, hàng triệu bản ghi, hàng trăm triệu bản ghi, thì người ta thường tạo ra cái chỉ số này. Thì khi là chúng ta hình dung không, là cái này là cái gì, cái này là bản chất là cái gì, bản chất của cái này là cái gì, bản chất là khi mà tạo ra một cái chỉ số cho một cái cột của một cái bảng ấy, thì máy tính sẽ tạo ra một cái cột thứ hai nằm bên cạnh, và cột thứ hai nó được sắp xếp theo thứ tự tăng dần. Cho nên chính là cái lệnh ks index chính là chúng ta là sắp xếp cái cột đó nhưng mà lưu ở một cái nơi khác. Và khi tìm kiếm thì chúng ta sẽ tìm kiếm bằng phương pháp gì, tìm kiếm nhị phân. Còn nếu không có cái này thì máy sẽ tìm kiếm theo phương pháp tìm kiếm tuần tự. Nếu các bạn học đấy, các bạn trong kỳ lớp 1 nó có cái phần là về thuật toán ấy, thì tạo index tức là tạo thêm một cái cột nữa nằm lưu ở bên ngoài, và cột đó là nó sẽ lưu theo thứ tự gì, tăng dần hay là giảm dần của cái cột đó. Và khi đó thì khi mà đã có index rồi thì chúng ta sẽ tìm kiếm rất là nhanh, truy vấn rất là nhanh. Thì lúc bây giờ người ta sẽ dùng cái truy vấn là bằng dùng cái tìm kiếm nhị phân để tìm kiếm, tốc độ giảm rất là nhiều. Thì cái này nó sẽ
Nhưng mà cái tạo ra cái ràng buộc là chỉ số đấy, cái index thì nó có lợi như vậy nhé. Nhưng mà cái hại là gì? Cái hại là nó rất tốn bộ nhớ. Một cái bản ghi của chúng ta là một cái bảng có hàng triệu cái bản ghi, thì máy tính sẽ tạo ra một cái cột có hàng triệu cái bản ghi nữa, nhưng mà nó tốn, rất tốn bộ nhớ. Thì cái này là tùy cái người mà tùy cái bài toán quản lý chúng ta cần làm. Chỉ khi nào mà chúng ta rất rất cần tìm kiếm hàng ngày, tìm kiếm nhanh thì chúng ta mới cần. Tôi lấy ví dụ như là đối với cái dữ liệu của cái ngân hàng chẳng hạn, thì cái thông tin về cái số dư của số tiền trong tài khoản ấy là thông tin rất quan trọng. Thì chính là cái tên của tài khoản ấy, tên của tài khoản hay cái mã tài khoản ấy, thì là người ta làm chỉ số ngay. Cho nên khi các bạn vào cái phần mềm chúng ta truy vấn và chúng ta tên cho ra thế ngay, chúng ta vào ATM chúng ta gõ tên ra là ra ngay, kia máy tính tự động ngay tìm rất nhanh, kia trong tích tắc nó tìm kiếm ngay được cái tên của chúng ta và nó trả lại ngay là trong tài khoản của bạn đang còn lại là bao nhiêu tiền, ví dụ như vậy, rất là nhanh. Thì tất cả những cái nhưng mà cái chỉ số này là cũng rất là quan trọng nhé, mặc dù là trong sách giáo khoa thì không có đâu, phải không có. Thì đây là cái phần mà liên quan các cái ràng buộc check, là cái ràng buộc mà nó kiểm tra khi mà chúng ta cần phải cho nhập vào một dữ liệu. Vì tôi nhập vào một số, nhập vào một phần là một số dương, không thể số âm được. Hay tôi hạn chế là nhập một số, khi nhập về tuổi con người, cho phép nhập tuổi là từ 18 trở lên thì bắt buộc phải nhập từ 18 trở lên. Anh lấy ví dụ như vậy thì là cái yêu cầu bổ sung khi nhập dữ liệu vào cũng rất quan trọng. Cái nó là cái từ khóa là check nhé. Đấy, thế là cái lệnh chấp ràng buộc, cái lệnh nó đi cùng với cái lệnh là tạo bảng nhé. Còn đây là lệnh là điều chỉnh là lệnh là alter, thì có nhiều lệnh alter là bổ sung cột này, xóa cột này, đổi tên cột này, thay đổi kiểu của cột này, bổ sung khóa chính này, là xóa khóa chính. Đấy, chúng ta phải xóa khóa chính sau cho bổ sung khóa chính được nhé. Còn nếu mà bắt đầu cho chưa có khóa chính, chúng ta sẽ bổ sung khóa chính, hoặc là chúng ta bổ sung các cái ràng buộc khác. Đấy, hoặc là xóa ràng buộc. Thì đó là, đây là tất cả những cái lệnh mà nó là lệnh alter rất quan trọng. Khi mà sau này, vì khi mà chúng ta tạo một cái cơ sở liệu thì bắt đầu chúng ta tạo ra một cái mình như này, mà thực tế trong quá trình làm chúng ta sẽ phải thay đổi cái nội dung của quản lý lên, tăng cường quản lý lên, chúng ta sẽ phải thay đổi lại cái cấu trúc của bảng, bổ sung cái này, bổ sung cái kia. Cái lệnh này rất hay sử dụng trên thực tế, nhưng mà trong trình chúng ta chỉ làm lệnh, chúng ta chỉ là tham khảo thôi, cũng ít khi dùng nhé. Tiếp theo là các lệnh cập nhật dữ liệu, gồm có cái lệnh là cập nhật, là nhập dữ liệu, xóa hoặc thay đổi dữ liệu. Thì lệnh nhập dữ liệu là lệnh là insert, thì lệnh insert thì có thể là chúng ta nhập một hàng, có thể nhập đồng thời nhiều hàng, nhiều bản ghi. Đó, tôi mô tả như ở đây nhé. Thì nếu mà cái cột mà chúng ta muốn nhập vào mà nó có cái chức năng là nó là tự động nhập ấy. Đấy, thì chúng ta sẽ không cần nhập, chúng ta mà tính tự nhập cho chúng ta. Còn xóa này, đây là lệnh xóa đây, và đây là lệnh để xóa theo điều kiện nhé, và cập nhật thay đổi dữ liệu, thay đổi một cái điều kiện nào đó, thay đổi một thông tin của một cái bản ghi nào đó. Còn đây là lệnh truy vấn thì rất là nhiều nhé. Truy vấn tổng quát là select bình thường from thôi, còn chưa có điều kiện thì là select from, có lệnh where nữa nhé. Rồi truy vấn tính toán trực tiếp trên dữ liệu thì gồm có các lệnh như lệnh cao, lệnh max, min, lệnh sum, lệnh average, lệnh avg, tính đếm bản ghi này, tính max, tính min của giá trị của một cái của các cái bảng này, của một cái hàng nào đó, của một cái cột nào đó, tính sum, tính tổng, nếu mà cái cột đó là cột số và tính trung bình. Các điều kiện truy vấn là quyền so sánh này, so sánh rồi là in, rồi like là so sánh sâu quý tự, in là nằm trong cái khoảng nào đó nhé. Còn đây là tính toán nhóm theo dữ liệu, đấy là lệnh group by. Thì tính toán là chúng ta muốn tính tổng, tính đếm theo một nhóm nào đó, theo một nhóm. Ví dụ chúng ta có khách hàng, chúng ta tính đếm trong khách hàng chúng ta là có bao nhiêu người ở quê ở Hải Phòng, bao nhiêu quê ở Hà Nội, hay là bao nhiêu cái bao nhiêu có bao nhiêu là các cái đơn hàng có cái
có cái doanh số lớn hơn 1 triệu đồng, rất nhiều du lịch group buy nhá. Nên là bổ sung điều kiện khi tính toán theo nhóm, bổ sung thêm nữa là having đấy, sau group buy. Còn sắp xếp dữ liệu đầu ra, chúng ta muốn đẩy giá dữ liệu ra chúng ta dùng sắp xếp lại order buy. Rất nhiều các lệnh. Đây là cái phần chính, theo tôi là đây là cái phần chính, phần này phần diễn cả. Đây là cái phần chính của chương trình. Thì chúng ta thì cái phần này các bạn có thể dạy theo sách giáo khoa, thậm chí có thể biến đổi, chúng ta có thể dạy thêm cho học sinh biết những lệnh này. Cái phần này là phần theo tôi rất là hay, phần này là phần chính ấy, theo tôi là rất hay của SQL nhé. Đấy, được rồi nhé, bây giờ nhưng mà tôi nói qua như vậy thôi, bây giờ chúng ta sẽ sang tiếp theo là sang cái phần này MySQL thực hành nhé. Thì không nói gì rồi, thì cái hệ này chúng ta biết rồi, nó là hệ quản trị cơ sở dữ liệu mà rất là nổi tiếng đúng không, nó là mạng nguồn mở. Hiện nay nó là một phần của cái công ty Oracle rồi. Thì Oracle, bản thân công ty Oracle nó có hai bản, một cái bản là cơ sở dữ liệu Oracle, là cái bản mà nó gọi là cái bản chuyên nghiệp phải mua rất nhiều tiền, và cái thứ hai là cái MySQL là cái bản miễn phí mạng nguồn mở. Thế những công ty nào mà có cái ứng dụng mà vừa trung bình vừa và tương đối lớn thì có thể dùng MySQL, còn những công ty mà có cơ sở dữ liệu cực lớn thì nên phải mua cái bản gốc của nó là Oracle. Đấy, phải chú ý. Dữ liệu mà cực kỳ quan trọng như là ngân hàng thì không ai dám dùng cái MySQL này. Dùng mà dùng rất rất là an toàn, rất là tốt. Được chưa? Đấy. Chú ý rằng cái MySQL là cái cơ sở, cái hệ quản trị cơ sở thuộc loại là client server. Như vậy nó có hai phần là server và client. Server là nơi là chúng ta tập trung quản trị, dùng để lưu lưu trữ cơ sở dữ liệu. Còn client là bên ngoài, chúng ta có thể kết nối vào để làm việc với server. Thì đây là cái mô hình đây. Chúng ta sẽ phải cài đặt cái bản là MySQL server trước, khi bạn tải về được ra cái bản này. Đấy. Là cái nơi là cái máy chủ là cái nơi mà cài đặt cái bản MySQL server đấy. Là nó lưu các cái lưu các cơ sở dữ liệu. Những cơ sở dữ liệu là một cái tệp nào đó ở bên trong trong hệ thống. Và thì bên ngoài từ client chúng ta sẽ truy nhập vào bên và dùng SQL để chúng ta truy cập vào, kết nối với nó. Thì cái phần này là phần chúng ta cài đặt một lần thôi, và sau khi đã xong rồi thì tất cả là làm việc qua client hết, chúng ta chú ý nhé. Thì client chúng ta có thể dùng, một là dùng cái client có sẵn của MySQL. Nó có giao diện gì, nó có giao diện là trên nền như là DOS ấy, mình đen 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 trắng. Thì với cái giao diện này này là nó có sẵn, chúng ta khi cài đặt cái bản này là nó có sẵn cái này rồi, có sẵn cái này rồi, không cần thiết phải lọc thêm nữa nhé. Đấy. Hoặc chúng ta cài cái bản HDSQL mà sách giáo khoa đầu tri thức đã có nhé. Còn đây thì Hải thì là đưa cái này vào, cái này cũng rất là hay luôn. Nó là giao diện mà nó hỗ trợ cái việc là khởi tạo bảng giống như là Access tạo trên cái màn hình đồ họa, và nó có hỗ trợ tiếng Việt. Còn cái bản nữa tôi cũng rất thích là cái bản là MySQL Workbench. Bản này các bạn cài đặt độc lập hoặc có thể là cài đặt cùng cái bản này cũng được. Thì cái bản này là cái bản client của thằng MySQL, chuyện nó rất là nhỏ gọn nhẹ nhàng, theo tôi cũng rất là hay luôn, vô cùng hay luôn. Bản tôi rất thích cái bản Workbench này nhé, rất là hay. Ngoài ra còn dùng Python để có thể dùng Python để có thể truy cập làm như đóng vai trò là client. Như vậy cái này hay là chúng ta dùng Python, chúng ta lập trình luôn thành một trình hoàn chỉnh luôn, rất là hay luôn nhé. Thì cái này là cái mà bản thân tôi rất thích đấy, nhưng mà hiện nay chưa có điều kiện để mà tìm hiểu kỹ. Nhưng mà nói chung là nôm na là dùng cái nào cũng được nhé, nhưng mà dùng một ba trên này chúng ta chỉ thao tác trực tiếp dùng để dạy học thôi, dạy học sinh thôi. Còn muốn các bạn muốn làm gì hoàn chỉnh thì phải dùng cái Python này, hoặc là dùng cái phần mềm khác, một cái phần mềm lập trình khác để chúng ta kết nối. Còn cái hai cái bản HD này và MySQL này, cái Workbench này là cái chúng ta dùng các lệnh thao tác trực tiếp với cơ sở dữ liệu thôi. Đó thì đó là cái được rồi. Thế bây giờ nó thêm một chút nữa về đây, đây chính là tất cả các kiểu dữ liệu mà hay dùng nhất của cái MySQL. Nó không có nhiều đâu, có một vài cái chúng ta nhớ một vài cái thôi. Char này, varchar này, đây là cái kiểu số ký tự có độ dài cố định hoặc độ dài không cố định nhé. Bool là kiểu dữ liệu logic là có dạng là đúng hay sai hay là một không. In là số nguyên, còn float hay là real là số thực, số phẩy động.
Dòng phẩy động nó tương đương với là float của Python đấy. Còn ở trong MySQL nó có hẳn một cái kiểu dữ liệu khác là decimal, thì nó giống kiểu decimal của Python, là dấu số thực dấu phẩy tĩnh, nhưng mà thôi chúng ta không cần, vì chúng ta không cần phải tính toán chặt chẽ về mặt số thực, cho nên dấu phẩy động là đủ lắm rồi. Còn date là cái date là và date time là hai kiểu dữ liệu, nó là kiểu dữ liệu liên quan đến ngày tháng, nhưng mà thực chất nó lưu trong máy tính là lưu như là sâu, có dạng sâu như này, vẫn là dạng sâu nhé, dạng sâu đấy, dạng sâu hết nhé. Đó, dạng sâu ở đây này đấy. Còn year là năm, dạng bốn là cái dạng là bốn chữ số nhé. Còn text là văn bản bất kỳ. Như vậy nó có không nhiều thì chúng ta sẽ làm quen với cái này, mà chúng ta sẽ làm nhé. Và thực hành thì chúng ta sẽ thay trên quan hệ trên việc chúng ta thực hành các lệnh SQL trên cái phần mềm client mà chúng ta thiết lập cơ sở dữ liệu nhé. Đó, thì tôi nói rồi là chúng ta cần phải thiết lập một cái mô hình đơn giản trước đã, thì sau đó thì chúng ta sẽ chuyển sang các mô hình phức tạp hơn nhé. Thì ở đây có hai cách theo tôi nhé. Chúng ta có thể làm đúng theo sách giáo khoa, thì chúng ta thiết kế cái chúng ta thiết ngay cho học sinh từng bước một làm cái cơ sở dữ liệu theo cái mô hình của sách giáo khoa. Thì mô hình của sách giáo khoa là cái phần mềm, là cái cơ sở dữ liệu để quản lý các bản thu âm, các cái ca khúc. Thì cái bản đó của sách giáo khoa là nó có 4 bảng, để tôi cho các bạn xem. Tôi ghi ở đây nó có 4 bảng. Đây nhận tôi ở đây tôi đã đưa ra cái đây đưa ra nhé. Đây tôi đưa ra cái phương án là một bảng như thì làm nên như thế nào, hai bảng thì nên làm như nào cho nó hợp lý, ba bảng thì như thế nào, đúng, ba bảng thì nên như nào cho hợp lý. Đấy. Còn đây là cái của bốn bảng của đây, đây là cái mô hình của sách giáo khoa, đây là cơ sở dữ liệu có tên là My Music, đúng không? Nó gồm có là bản thu âm, bản nhạc, nhạc sĩ và ca sĩ. Cái bản thu âm là cái phần chính, đúng không? Phần chính thì có là ID bản thu âm và hai cái thông tin liên kết. Một là thông tin nhất là bản thu âm ứng bản nhạc nào, cái này nó liên hệ với cái bản nhạc. Đấy, bản nhạc. Còn ca sĩ này liên kết với ca sĩ. Đấy, được chưa? Thì cái bản nhạc này nó lại liên kết lần nữa sang cái bên nhạc sĩ nữa, thành ra 4 bảng, và nó liên kết thế này là hơi phức tạp đấy nhé. Cái nhạc sĩ này nó không liên quan gì đến cái bên này, mà nó chỉ liên quan cái bản nhạc thôi. Cái bản nhạc thì gồm có tên bản nhạc và nhạc sĩ. Nhạc sĩ nó tách ra thành bên này là ID nhạc sĩ và tên nhạc sĩ. Để mà nó làm cho mặc dù nó rất đơn giản, nó ngắn ngắn tí thôi, nhưng mà thật ra theo cá nhân của tôi ấy, là cái ví dụ này theo tôi là hơi khó. Riêng cá nhân tôi là tôi đánh giá là hơi khó. Thì chúng ta có thể làm cái này chúng ta có thể làm như sau này. Chúng ta theo tôi nhé. Chúng ta làm việc với cái bảng tạo cái bảng ca sĩ trước, gồm có là ca sĩ và tên ca sĩ thôi, và cái bảng này chỉ có là hai trường thôi, nhưng mà cũng đủ để chúng ta có thể là làm các cái query bình thường nhé. Hay ví dụ là ví dụ những cái bài toán như là đếm xong trong bảng chúng ta có bao nhiêu là ca sĩ, hay là liệt kê ra tất cả các ca sĩ có họ là Bùi, tên tất cả các ca sĩ có tên là Trường, ví dụ như vậy. Đấy, Damona như vậy có thể chuốn được rồi. Sau bước thứ hai là chúng ta tạo ra cái này, cái bộ phận này. Để tôi vẽ lại cho các bạn xem nhé. Đây tôi dùng cái loại này cho các bạn xem ý nghĩa theo tôi là như này cho hợp lý nhé. Đây. Tôi muốn sâu thì làm thế nào nhỉ? Bấm này để sâu à? Đây rồi, sâu nhé. Đây, để cho các bạn xem, dùng pen nhé. Thì chúng ta làm sao nào? Bước 1 chúng ta làm như sau. Đâu nhỉ? Giỏi đâu rồi? Đây đúng không? Bước 1, chúng ta tạo ra một cái bảng ca sĩ thôi. Như vậy chỉ có một bảng, được chưa? Và trên bảng này, chúng ta sẽ có thể thực hành một vài cái lệnh query bình thường. Nhập dữ liệu ca sĩ, nhập thêm vào. Và thực hành query bình thường. Như vậy một cái bảng này là đủ để tạo ra một cơ sở dữ liệu đơn giản. Là cơ sở dữ liệu đơn giản dùng để quản lý các ca sĩ. Ok. Bước 2 khó hơn, chúng ta bước 2 chúng ta tạo một cơ sở dữ liệu thứ hai gồm có hai cái bảng này đấy, liên kết với nhau. Thì vào đây là cơ sở dữ liệu dùng để quản lý các bản nhạc,
thì đây là cái bảng chính, gồm cái bản nhạc, có tên bản nhạc và nhạc sĩ của nó. Nôm na đây là bản nhạc, đây chính là ca khúc đấy. Đây nôm na đây chính là ca khúc. Ca khúc mà Tiến Quân Ca thì là tên là Tiến Quân Ca, nhạc sĩ là Văn Cao, ca khúc là gì đó, thì ta phải liên kết bên này là ca sĩ bên này. Đó, như vậy là cũng có hai bảng nhé. Thì có thể sau này chúng ta đây có rất nhiều query là hãy đếm xem là có bao nhiêu ca khúc thuộc của nhạc sĩ Đỗ Nhuận. Đấy. Thì là có bao nhiêu ca khúc có chứa cái chữ quê hương, như vậy có rất nhiều cái câu đó. Và nếu mà cuối cùng chúng ta mới tạo ra cái cơ sở dữ liệu đúng như vậy, cùng có 4 bảng, thì có rất nhiều các query có thể thực hiện được, rất phức tạp. Đó, thì theo tôi là như vậy nhé. Còn ở đây tôi xin phép tôi mô tả cho các bạn cái mô hình mà theo tôi trước tôi có định nghĩa, tôi mời tôi nhanh nhẹ thêm cho các bạn xem nhé. Đây, 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 tôi theo tôi thì tôi làm này, thì cách làm của tôi là các bạn có thể dùng cái của tôi tùy các bạn nhé. Là bước 1 chúng ta thiết kế một cơ sở liệu đơn giản có một bảng thôi, là dùng cái cơ sở bán hàng. Chúng ta tạo một cái bảng gọi là bảng đơn hàng. Như vậy bước 1 là quản lý đơn giản nhất. Chúng ta gồm có quản lý là tên khách hàng, ngày mua và số tiền. Như vậy cái ID là cái mã đơn hàng đây. Mỗi cái mã đơn hàng gồm có là cái khách hàng tên là gì, ngày mua là như là ngày ngày nào và số tiền là số tiền nào. Và từ một cái bảng đơn giản này thôi, chỉ có một cái khóa là khóa PK là ID thôi. Và chúng ta có thể là có rất nhiều query được, là tính tổng doanh số trong một tháng, ngày mua có mà tổng doanh số cho trong một năm, là tính đếm số bản ghi trong một ngày, đếm số bản ghi trong một năm, đếm số bản ghi từ ngày đến ngày này là có thể làm được. Rồi là đếm số lần mua theo khách hàng, hay tính doanh số theo khách hàng. Từ một cái bảng này thôi có đủ rất nhiều thông tin có thể xử lý được. Đấy. Và đây là cái lệnh chúng ta có thể dùng để lệnh để tạo ra cái bảng đó, có hai cách. Cách thứ nhất là chúng ta đưa cái chữ primary key xuống dưới. Còn cách này chúng ta đưa primary key ngay ở trên, ngay ở sau cái lệnh này. Đấy, chúng ta chú ý nhé. Như vậy primary key chính là HDID, nó là in này, kiểu in này, nó là not null này. Và nó auto increment là nó tự động nó tăng. Đấy. Được chưa? Rồi. Và đây là các cái lệnh cập nhật đây, cập nhật một bản ghi, đây cập nhật nhiều bản ghi đây. Tôi không biết mô tả các lệnh. Đấy. Chúng ta dùng SQL cập nhật dữ liệu cho cái bảng đơn hàng đây. Đó. Và chúng ta sẽ có dữ liệu của nó đây. Và chúng ta có các thêm các lệnh, ví dụ lệnh truy vấn như này. Đấy, thì tôi đã cùng mô tả ở đây nhé. Đấy. Còn cái mô hình thứ hai là mô hình là gồm có hai bảng, chúng ta tách cái khách hàng ra một cái bảng mới. Đấy. Cái bảng khách hàng tách ra, đây là cái bảng khách hàng là chính là cái FK của cái bên này, chính là bảng khách hàng đây. Tạo ra thì cái bên này có cùng có là lưu trữ tên khách hàng, số điện thoại, địa chỉ, tỉnh, nam và nữ. Thì với cái này chúng ta sẽ query được nhiều hơn. Chúng ta query không phải theo tên mà chúng ta query theo số điện thoại, hay là chúng ta viết này, chúng ta là hãy tìm tất cả cái người, địa chỉ của những người đã mua ngày hôm qua thì máy tính ra. Okay. Hay chúng ta liệt kê là có bao nhiêu khách hàng mua là đã mua mà thuộc tỉnh Hòa Bình chẳng hạn, hay là có bao nhiêu khách hàng là nữ ngày hôm qua đã mua. Rất nhiều thông tin có thể, với cái hai bảng này đã có rất nhiều các cái thông tin về quản lý cần phải tính toán, có thể dùng query để dùng lệnh select để ta làm được rất nhiều luôn đấy. Còn đây là cái lệnh chúng ta tạo ra, đây là mô hình cơ sở liệu đây, và chúng ta sẽ, đây là cái lệnh chúng ta tạo ra cái bảng đó nhé, dùng câu lệnh của SQL là thôi. Đấy. Đây là cái mô hình sơ đồ của nó nhé. Đây các lệnh nhập dữ liệu này, đây là cái dữ liệu của nó này, lệnh nhập dữ liệu vào bảng này, đây là nhập dữ liệu này, hai bảng đây, đây là một số lệnh truy vấn dữ liệu trên bảng đó nhé. Đây là mô hình ba bảng thì là ta thêm một cái bảng nữa là bảng kho vật tư nữa, nhưng mà thêm cái mã vật tư vào đây, cái bán hàng cái gì, số tiền khách hàng, số tiền, thêm mã vật tư, số lượng và đơn giá. Ta tách ra cái mã vật tư vào đây, ta thêm cái bảng như vậy, có ba bảng, bảng này có ba bảng, bảng đơn hàng, bảng kho hàng, khách hàng và bảng kho vật tư. Thì cái vật này phần query của nó là rất là lớn, rất là phức tạp, rất là nhiều hơn, có rất nhiều bài tập
Thì với cái ba ví dụ này là thầy đã có đủ để làm rất nhiều thứ và học sinh theo tôi là rất, rất 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 dễ hiểu. Còn sau đó chúng ta có thể mở rộng ra, chúng ta làm cho cái phần cái mô hình của thầy Hải là mô hình là có 4 bảng thì càng tốt. Mô hình này đúng là nó phức tạp hơn rất là nhiều lần. Đấy, nhưng mà tôi vừa mới sơ sơ như vậy cho các bạn xem nhé. Bây giờ tôi sẽ quay sang, có ít thời gian với hết thời gian chúng ta, bây giờ tôi quay lại một chút để chúng ta hình dung nhé. Đây, tôi cho các bạn xem. Như vậy là chúng ta đã có cái MySQL rồi, bây giờ chúng ta có thể dùng cái gì? Chúng ta có thể dùng cái đây. Đây nhé, chúng ta có thể dùng cái HDSQL đây hoặc dùng Workbench đây nhé. Tôi mô tả cho vào đây tôi thử nhé. Như vậy là cái MySQL đang 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 chạy rồi, chúng ta kích vào đây và chúng ta chọn. Thì chúng ta chú ý là luôn phải phải nhớ cái mật khẩu của root nhé. Đây, mở root đây này. Chúng ta nhập vào. Chúng ta gọi mật khẩu root này. Và bấm open cho nó vào. Đó. Và khi vào ấy thì máy sẽ hiện ra ở đây nhé, máy sẽ hiện ra ở đây là các cái các cơ sở có sẵn ở ở trong đấy. Và chúng ta biết chúng ta sẽ thực hiện bằng cái lệnh chúng ta tạo ra các query và chúng ta sẽ chạy nó. Tôi lấy ví dụ nhé, đây tôi khóa này, tôi sẽ tạo mới một query đây rồi. Có lệnh nào lệnh tạo mới một query lệnh nào? Tôi kiểm tra đây một chút nhé. Đây. Open. Tôi đợi thêm một chút. Load. Đây đây này phải. À, không phải. Kia cái HDSQL là hay là nó cho phép chúng ta là tạo ra cái bảng là rất là rất dễ dàng, nhưng mà cái này tôi không nói nhé, tôi không trình bày, tôi muốn trình bày ở đây cái phần đấy là cái phần dùng query thôi. Theo tôi cái phần query là rất là hợp. Thôi tôi xóa đi, xóa đi nhé. Đấy. Thì chúng ta đang ở đầu tiên, nhưng chúng ta cứ tạo ra cái query như vậy. Mấy query là chúng ta gõ thường lệnh một ở đây. Ví dụ tôi làm như sau nhé. Đây tôi cho các bạn xem, đây tôi chạy cái trên này, tôi cho tôi tham khảo một chút để cho chúng ta xem, để tôi các bạn thêm một chút nhé. Đây. À, hết thời gian mất rồi. Đây nhé. Bây giờ tôi có thể dùng cái lệnh là show. Đây nhé. Query nhé. Khi cái hay của thằng này là đây là cái màn hình chúng ta chạy các cái lệnh trực tiếp bằng SQL. Thì ở trên này ta gõ lệnh ta chạy. Kết quả sẽ ở đây. Kết quả sẽ ở giữa này. Còn ở dưới này là phần nó mô tả lỗi. Hoặc là không báo lỗi. Cái phần này phần nó phần rất quan trọng, phần dưới này là phần nó mô tả cái thông báo thêm. Ví dụ tôi viết là lệnh là show này. Đấy. Khi gõ show lập tức nó chuyển thành chữ hoa luôn nhé. Show database. Gõ xong một lệnh cho gọi hai chấm. Đấy. Thì muốn chạy lệnh này thì chúng ta vào đây. Ở đây có thể có để có nhiều lệnh khác nhau nhé. Bây chúng ta muốn chạy lệnh này, chúng ta đưa con trỏ đến đây và ta vào lệnh đây, nó có lệnh này, đây là chỗ này nhé. Ở đây nó có hai lệnh, một là chỗ này mặc định là run ấy. Là gì, là chạy toàn bộ tất cả các lệnh ở trong cái ô này. Còn lệnh hai lệnh này là run current query, là lệnh chạy đúng lệnh thôi. Vào vào đây nhé. Đó. Thì hiện ra đây là các cái bảng ở trong cái đấy. Bây giờ tôi muốn dùng cái bảng cụ thể. Tôi vào cái bảng là quản lý bán hàng một nhé. Đây tôi dùng lệnh này, tôi vào tôi dùng cái lệnh là gì? Muốn dùng cái bảng muốn vào cái bảng tôi dùng cái lệnh là use. Đấy. Và quản lý bán hàng 1 chấm phẩy. Bây giờ có này. Hàng 1 này, đó nhé. Tôi vào cái lệnh này. Vẫn vào vào lệnh này nhé, tôi vẫn vào cái lệnh này. Này. Đấy, run query này. Hay là shift control F9. Yêu, xong rồi đấy, mình lại xong rồi nhé. Bây giờ tôi sẽ xem là nó gồm có những cái gì, tôi dùng cái lệnh sau. Tôi dùng cái lệnh này tôi sẽ xem được là nó là cái nó có những cái nó có những cái cấu trúc gì nhé. Dùng lại sau đây này, tôi dùng cái lệnh là show table. Đấy, là xem được nó là chúng ta phải vào đây control F9 nó có ra control F9 này, cảm giác nó không ăn, dùng lệnh này vậy nhé. À, ship F9, ship control F9. Đấy. Như vậy là cái lệnh này nó ra có một bảng là bảng bảng đơn hàng thôi. Bây giờ tôi kiểm tra cái đơn hàng là như nào. Tôi mô tả nhé, tôi mô tả cái bảng đơn hàng này nhé. Dùng cái lệnh này. Đơn hàng.
đơn hàng. Thằng này nó cũng có giỏi, nó không có phim nhanh, nó khó lắm mà dùng này, nó hơi chậm thì ra một chút. Đây gồm có là HID nhé, HID đó là primary key này, auto increment này đấy, và tên khách hàng là voucher này đấy, ngày mua này và số tiền đấy. Và bây giờ chúng ta có thể dùng các lệnh như là select này, select from đơn hàng đấy. Chúng ta bấm vào đây, chạy cái này hiện ra kết quả đây. Như vậy đây là cái chỗ mà chúng ta có thể dùng các lệnh để chúng ta khai thác. Thì như vậy là dùng lệnh nào chạy lệnh đó, giống như cái giao diện của cái các bạn nhớ lại cái giao diện của Python đó. Nó là cái màn hình tương tác đấy, cơ đề cũng hệt như vậy, không khác gì cả đấy. Thì như vậy đây là cái chỗ rất là hay, nhưng rất hay của thằng, và ta có thể dùng các lệnh tôi nói tạo bảng, chúng ta tạo bảng, tạo khóa, tất cả ở đây hết. Thì nó có ba nhé, ở phía trên này là lệnh này, lệnh SQL này, ở chỗ này là kết quả của lệnh này, ghi ở đây nhé. Còn phía dưới này là các cái mô tả, các cái warning, cả nếu mà lỗi nó báo lỗi ở dưới này, rất là hay luôn. Rồi bây giờ tôi sẽ đóng lại và tôi sẽ chạy thử cái bản thứ hai mà theo tôi cũng rất là hay, là cái bản Workbench, rất là hay luôn. Dùng kiểu người nào cũng được, cái này cũng thậm chí theo tôi còn thích hơn vì nó có cái phím tắt tắt rất là nhanh. Đây, bấm đây để tôi log in vào cái của chúng ta. Đấy, nó vào luôn đây nhá. Đó. Cái này hay là nhìn rất là rõ luôn, nhưng mà nó thuận tiện lắm. Bây giờ tôi sẽ đây làm cái lệnh nào, lệnh tạo mới đâu rồi. Đây, lệnh tạo mới đây. Lệnh tạo mới một cái file đây nhé. Bây giờ tôi dùng lệnh là show này. Show này, data bay này. Đấy. Hay không? Dùng chấm hai chấm. Và cái này hay là ta có thể dùng phím là shift enter làm chạy luôn. Shift enter. Đây chạy luôn. Thì cũng như vậy ở đây nhé. Ở trên này, phía trên này là gì? Ở trên này là cái lệnh này, SQL, đây là kết quả của lệnh này. Phía dưới này là thông báo là lỗi không lỗi ở đây. Cái này hay là chúng ta không phải dùng con chuột, chúng ta dùng phím control enter. Còn enter không thôi chạy tất cả các lệnh, còn control enter chạy lệnh hiện thời. Để chơi bia tôi làm lệnh với select này. Không, tôi use quản lý bán hàng 1 này. Control enter nhé. Xong, chạy xong nhé. Bây giờ sang phần tiếp theo, lệnh thứ ba là lệnh là select sao from đơn hàng control enter, để ra ngay kết quả đây. Đấy, rất là hay luôn. Thì như vậy chúng ta sẽ theo tôi là chúng ta sẽ dùng một trong hai cái trình đó. Cái HD SQL cũng rất là hay. Cái thằng này tôi thấy có một cái ưu điểm hơn cái thằng kia là gì, là nó cho phép chúng ta gõ lệnh nhanh là control enter là chạy luôn, và chúng ta tạo ra các cái file SQL, chúng ta tạo ra cho chúng ta ghi ra, chúng ta lại mở file rất dễ dàng. Những kia cũng vậy, hai bên đều như nhau cả nhé. Thôi được rồi nhé, tôi dừng ở đây nhé, vì chúng ta không có thời gian. Nếu có thời gian nữa tôi sẽ có một cái, nếu mà cần thiết thì tôi sẽ có, các bạn yêu cầu tôi sẽ có một cái buổi nữa tôi trình bày lại và sâu hơn về các lệnh SQL. Còn hôm nay là tôi nói với tổng quan toàn bộ chương trình và cái cách tiếp cận mà tôi theo quan điểm của tôi về cái môn học này, về cái phần học này của team 11. Thế có gì các bạn có câu hỏi thì các bạn sẽ hỏi sau nhé, trên nhóm nhé, trên các cái nhóm của tôi ấy, thì các bạn tôi sẽ trả lời sau. Còn bây giờ là muộn rồi, tôi phải dừng ở đây nhé. Thưa thầy, em hỏi chút đã. Ừ, em hỏi đi. Thưa thầy, là em muốn hỏi là cái cơ sở dữ liệu mình đã tạo ra thì nó được lưu ở đâu ạ? Nó lưu ở đâu rất bí mật, các bạn không biết đâu. Nó lưu ở trong thư mục, và nó ẩn đi ở đâu đó, ở trong cái thư mục mà chứa cái mã SQL đấy, trong thư mục bin thì phải, mà nó ẩn đi, người chúng ta không nhìn thấy gì đâu, nhìn thấy mà đã xóa đi thì chết rồi, cho nên là người ta ẩn đi đấy. Để cái này các bạn muốn tìm hiểu, các bạn hỏi thì Hải là người rất thạo cái này, thì Hải sẽ trả lời các bạn phần này nhé. Nói chung là người thường là không nhìn thấy gì đâu. Tôi thử xem, tôi trả lời sau phần câu hỏi đó nhé. Vâng ạ, vâng, em cảm ơn thầy. Nó nằm ở trong cái máy chủ của chúng ta, nằm ở máy chính, nằm ở trong cái thư mục nào đó, ở trong cái thư mục mà chứa cái MySQL. Vâng ạ, em cảm ơn thầy ạ. Có ai hỏi gì nữa không? Chúng ta nghỉ nhé.